Tôi anh chị thấy không? Bỏ cái xào ra nhìn nó sáng quá không? Chị bỏ cái gì ra nhỉ? Bỏ cái xào sau lưng ra không? À. Đây chị bảo là sơ mi thì cho cao lên đây một tí nữa. Để chị nhìn thấy từ gối lên để cho mọi người nhìn rõ được sản phẩm ấy. Ôi đây đẹp. Đây đẹp nhỉ? Sao mà nó đỡ cơ? Không thể sẽ nhìn thấy nhỉ, để em mặc nhỉ? À chị vừa mới mang vào đúng không? Chào chào cô Ngọc Tuyết, hello cô. Ui dồi ôi, tí nữa thì ấn nhầm. Ôi ấn phẩm đấy các chị ơi. Để gọi là xúc sắc. Đúng không các bác? Đây sơ mi đây. Mọi người thẩm cho em. Hoài Anh với cả Hoài ơi, hai đứa nhắn tin mời khách từ sáng giờ, phải mấy chục người hỏi sơ mi vào trong live để khách xem nhá các em nhá. Hello, em chào chị Ngọc Ngọc Nguyễn ạ, chị Đặng Minh Tặng Thu, chị Nguyễn Ngọc, chị Hoàng Dung này, chị Thúy Lê ạ. Em chào tất cả các chị yêu nhá. Hello, em chào bác Hoàng Dung. Em chào chị Lưu Hoàng Đạo này. Mọi người ơi chấm bài cho em nhá. Chị yêu nào đang xem live chấm lên bài cho em tiên nhá mọi người nhá. Hoài chia sẻ cái link đang live vào trong nhóm siêu phẩm đi Hoài. Em chào chị Hoa Kim. Em chào chị Phạm Mỹ này. Mọi người ơi, ai đang xem live các bác chấm bài giúp em nhé. Chờ một tí mọi người vào đông đông rồi em phải tên lên nhé các bác nhé. Đi đẹp dã man. Em chào chị Hồng Tăng, chị Hương Nguyễn. À chị Hương ơi, có tìm thấy một cái màu trắng có nơ chị ở đấy. Là nơ này là nơ đẹp. Đâu rồi nhỉ? Chị ơi mới giá như qua. Ơi, giá như qua. Em chào chị Lily Thái đây. Lụa trắng. Có nơ nhưng mà cái nơ này nó sẽ dùng bằng cái cài này. Đó và là lụa. Em chào chị Súp Lơ. Đây. Trời ơi, ly nhấn này. Nhấn ly kép này. Mọi người nhìn em này. Và cái màu trắng này có mỗi cái này. Cái này là có nơ. Tin cầm lấy để chị chỉnh lại cái nơ này. Em không biết cài nơ như nào. Chị vừa rút kiểu gì ra đây? Đang chưa hiểu. Đấy, xể. Đúng không? Như này đúng không? Đấy, nói chung là về mọi người tự cài nơ. Đây. Đấy. Rồi mọi người ơi, em đi chào tất cả các chế. Em chào chị Súp Lơ, chị Lily Thái này. Nhắn cho chị trước đi Hoài ơi. Nhắn mời các chị xem sơ mi ở trong page mới đây. Mấy chục người từ sáng giờ hỏi chưa trả lời hết đâu. Đó. Các chị ơi, ngày hôm nay trong livestream này thì em Ly và em Tên sẽ lên cho mọi người là sơ mi viên Nhật. Và giá vẫn là sale nhẹ nhàng. Nguyên giá như Vinsclet thì có giá là sơ mi viên Nhật có giá từ 280 đến 350 tùy mẫu. Nhưng dạo gần đây là em Ly hơi có deal nhẹ nhàng, đồng giá 200k. Gọi là sale nhẹ nhàng để cho mọi người thưởng thức. Em chào chị Dương Nguyễn, hello chị yêu, với những bản sơ mi viên Nhật đẹp tuyệt vời. Đó, em mời mọi người thưởng thức trong chiều ngày hôm nay. Và giá là đồng giá 200k một sản phẩm nhá mọi người nhá. Và trong livestream này 100% là lụa Nhật, von lụa Nhật. Đó, có cả sơ mi cổ tròn, cổ bẻ, cổ 2V. Có cả siêu phẩm là Vinsclet thì sẽ có giá từ 800 đến 1 triệu rưỡi tùy mẫu. Còn tất cả những cái bản sơ mi viên như em Ly, hello Miko. Tất cả những bản sơ mi như em Ly và em Tiên đang mặc thì sẽ sale nhẹ nhàng với mức giá là 200k. Nguyên giá nhà Vinsclet những bản sơ mi họa tiết này có giá khoảng 280 đến 350, nhưng trong livestream này sẽ sale nhẹ nhàng là 200k một sản phẩm. Và chị nào săn siêu phẩm, chúng em vẫn có siêu phẩm cho mọi người săn. Đó. Giá của siêu phẩm là từ 500 đến 1 triệu rưỡi tùy mẫu, tùy họa tiết. Hello Miko. Rồi ạ. Chị Phạm Thị Minh lên luôn, lên luôn con xích. Xích nào? À, bản xích mà chị vừa cầm đây. Đây, chị nào đây? Từ từ ạ, xích siêu phẩm từ từ nhé chị nhá.
Mọi người ơi, đầu live em vẫn gọi là tư vấn một chút về chế độ chốt đơn cũng như chế độ bảo hành của nhà em để những chị yêu nào là khách mới cũng như khách cũ có thể yên tâm chốt sale cùng với em Tiên và chị Ly nhé mọi người nhé. Nhà Vin Scarlett sẽ chốt đơn cho những chị yêu nào có bình luận đầu tiên và ưu tiên chốt đơn cho những chị yêu nào có hiển thị logo người chia sẻ. Hello Ben Susan. Thế nên là em mời tất cả các chị yêu nào đang xem live, các chị hãy chia sẻ cái livestream này ở chế độ công khai giúp em. Và em sẽ có 3 lưu ý dành cho những chị yêu nào là khách mới mua hàng lần đầu tại nhà em. Lưu ý thứ nhất là các chị phải chốt đơn đúng theo cú pháp giúp em làm mã cộng với số điện thoại. Em chào chị Hoàng Oanh Nguyễn. Lưu ý thứ hai là cái mã đầu tiên các chị được chốt, các chị phải chuyển khoản 100% mã đơn đầu mã đầu đó để xác minh rằng mình không phải là nick ảo. Sau khi chuyển khoản 100% rồi thì những mã khác thì các chị mới có thể chốt được nữa nhé mọi người nhé. Và điều lưu ý thứ ba đó là sau khi kết thúc cái livestream này thì những chị yêu nào là khách mới có đơn ngày hôm nay, các chị phải chuyển khoản hết 100% toàn bộ đơn, toàn bộ mã của ngày hôm nay cho em Tiên nhé mọi người nhé. Các chị ơi, và một cái điều nữa em muốn chia sẻ với mọi người đấy là gì ạ? Shop có địa chỉ shop tại 366 phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nếu chị yêu nào ở khu vực Hà Nội hoặc các chị nào có ghé Hà Nội chơi thì mọi người có thể ghé qua trực tiếp shop tại địa chỉ Emily vừa mới đọc đó, là 366 phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, để mình có thể xem tất cả các sản phẩm tại Vinscalet nha mọi người nhá. Và các chị lưu ý là ví dụ như khách mới thì em Tiên có vừa nói đấy ạ, cú pháp chốt đơn của khách mới là mã cách số điện thoại cùng một dòng. Ngay sau khi thấy nhân viên đọc chốt tên của mình, em mời các chị thoát ra khỏi livestream, inbox mã được chốt vào phần inbox để nhân viên hướng dẫn mình chuyển khoản xác nhận đơn hàng. Chị Hoàng Anh Nguyễn ơi, em có thấy chị rồi, lúc nãy chị có xác nhận đơn hàng rồi nên tí mình không phải xác nhận nữa chị yêu nhá, tí mình cứ chốt thôi. Và đến cuối live thì bên em sẽ có nhân viên nhắn tin chốt đơn cho các chị. Ví dụ một livestream này các chị chốt được 10 cái hay 5 cái hay 2 cái hay 1 cái thì các bạn sẽ nhắn tin chốt đơn nhá các tình yêu nhá. Và sau khi mình nhận được cái tin nhắn chốt đơn thì mình chuyển khoản 100% đơn đầu giúp em, từ đơn thứ hai kể cả 10 triệu, 20 triệu hay 30 triệu chúng em COD nhá các chị yêu nhá. Em chào chị Quy Trần, chị Hà Nguyễn rồi ạ. Ngay lúc này thì đây là cái quyền lợi của mọi người. Mọi người ơi, trong livestream này thì nhà Vinscret một lên 100% là sơ mi vin lụa Nhật đến từ những nhãn hàng của Nhật, nội địa Nhật, châu Âu, bán tại Nhật. Trong livestream này chúng em không bán hàng Quảng Châu, may xưởng, hot girl, size số đại trà. Nếu các chị về nhận hàng mà check ra là hàng Quảng Châu này, size xưởng, hot girl này hay hàng size số đại trà, báo lại Emily sẵn sàng đền gấp 10 lần tiền để khẳng định uy tín của Vinscret nha mọi người nhá. Và đây là cái lúc mà Emily kêu gọi mọi người comment lên, chào chị Sovia Lee. Mọi người comment lên hỏi màu này, các chị muốn tìm họa tiết gì này, size bao nhiêu này, thì các chị comment để em Ly và Tiên sẽ hỗ trợ mọi người tìm nhá. Và giá ngày hôm nay là đồng giá 200k, là giá em sale nhẹ nhàng, được chưa ạ? Và một cái lưu ý nữa là nếu mình không biết rằng mình mặc size bao nhiêu thì mình có thể comment chiều cao cân nặng lên để chúng em tư vấn size cho mình nhá các chị nhá. Đó, bây giờ mọi người comment nhá. Có thấy chị Sophia này, chị Quy Trần này, chị Mỹ Anh này, chị Hương Nguyễn này, chị Hoàng Oanh Nguyễn, chị Phong Lan, Hồng Lê, Hà Nguyễn này, Pen Suzen. Chị Pen Suzen ơi, tìm gì comment cho em nhé, Pen Suzen nhá. Lên bản đầu tiên là bản em đang mặc. Mọi người, bản đầu tiên em đang mặc là một bản lụa nhá các chị nhá. Bản này cho em nó sẽ là kiểu màu hồng ạ. Tông màu hồng cho em Tiên này. Tông màu hồng nhá mọi người nhá. Đây họa tiết nó sẽ như này. Khuy thì sẽ là khuy ngọc này. Bản này cho em Tiên từ 46 tối đa cho em Tiên là 60 cân nhá. 46 tối đa là 60 cân bản này cho em này. Free size 200. Bây giờ em sẽ không đọc giá mọi người nhá. Đồng giá 200k em rồi. Em chị đồng giá 200k. Thế nên là em sẽ chỉ đọc mã thôi. Bản này sẽ có mã là 754 cho em. Ôi khuy ngọc. Khuy ngọc. Bản này là cái đẹp của nó là vai dựng này, và ly nhấn vai giúp em. Chân bên trong có cầu vai dựng cho em nhá mọi người nhá. Mã 754 chị yêu nào ôm thịt bình luận mã này cho em nhé mọi người. Muốn tìm mẫu gì, họa tiết ra làm sao, chị để lại bình luận siêu cho phẩm em. Đây. Siêu phẩm đây, do đề môn siêu phẩm đây. Siêu phẩm đây các chị ơi. Xuất sắc chưa, sâu sát để mọi người xem nhá. Siêu phẩm nhà Vinscret có dã man quá không các chị. Siêu phẩm chờ tí nhá. Chờ tí lên 1-2 mẫu thường cho em lên siêu phẩm. Bản em đi lên nhá mọi người nhá, em đi lên bản này này. Vai của nó dựng đẹp dã man luôn. Chị là thích những cái bản vai dựng ấy thì mọi người để ý bản này hộ em, dành cho các chị từ 48 đến tối đa 58 59 cân. 48 đến tối đa 58 59 cân. Đây là một minh chứng để được phép được chia sẻ mọi người là mọi người thấy sơ mi vi Nhật màu nó rất đẹp, tại vì sao, nó là hàng hiệu 100%. Mọi người nhìn thấy màu gì nó cũng rất nét đúng không? Đây cái bản này là em cắn sắm tay lên ấy. Nó là dài tay. Em chào chị Hạnh Nguyễn. Đây ạ, bản em Ly sẽ đang mặc trên người mã 778. Mã trên bản này là 778 nhá mọi người nhá. Mã 778 ạ. Có. Nhà làm người tay quá. chờ tí. Siêu phẩm thì mới lên cơ chị ơi. Khi nào chị lên cái nào là Tiên chủ động chị mặc luôn một cái khác đi để đan xen cho nó nhanh. Em đang nghĩ đồ. Kệ cứ lên cái nào được, mọi người chưa ấy thì cứ lên cái nào được. Đây em lên bản này em dơ demo cho mọi người nhá. Ai săn siêu phẩm mọi người chấm lên nhá. Hello Hồ Hằng. 754 thôi Hoàng Quế Mận. Đây ạ, bản này cho em này. Siêu phẩm nhá, để mặc lên cho mọi người xem. Con này là siêu phẩm đối xứng.
Đỉnh quá luôn các bác. Mọi người ơi, em Tiên lên trước một bản của em Tiên mặc nhá. Bản này của em cũng sẽ là một bản lụa cho em này. Cái này thì sẽ... Đây, mọi người nhìn cổ cho em này, cổ bẻ hai ve cho em nhá. Và cái cổ này thì có thể cài kín lên như thế này nếu chị nào thích. Không thích thì bỏ ra kiểu cổ bẻ hai ve như em Tiên mặc cũng được ạ. Bản này cho em Tiên thì từ 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân các chị nhá. 48 tối đa là 58 cân. Bản này sẽ có mã là 583 cho em Tiên ạ. Mã 583 cho em nhá. Ôi dồi ôi. Dành Tiên ơi, dám ăn không? Đây mọi người ơi, siêu phẩm. Chị Ben Suzen tặng này không thấy chị Nhung Lai, người đẹp lui về hậu cung rồi sao? Vâng ạ, người đẹp lui về hậu cung rồi chị yêu ạ. Đây ạ. Ủa mọi người nhìn cho em họa tiết này. Xích này, hoàng gia này. Ôi, chị màu Hoàng đẹp không? Hello chị yêu. Hello bác Hồ Hằng. Đây ạ, em Lily bản này siêu phẩm chất liệu lụa nhá mọi người nhá. Lụa nhá, họa tiết đối xứng vào đằng sau này. Ôi, xuất sắc không? Bản này cho em nhá, dành các chị size S thì đừng chốt ạ. Bản này cho em từ 48. Ủa cái gì đây? Bạn thế luôn cái nhắc chuông của bà Tiên. Bản này cho em từ 48 đến tối đa 60 cân, free size, form size S lớn, M, M lớn đều mặc được. Đây ạ, em Ly đang 52 cân, cao 1m63. Trời ơi, đẹp lắm. Các chị thích thì các chị sơ vin nhá. Không thì các chị beo vào cho em nhá. Em thì đối với siêu phẩm em sẽ không sơ vin, không beo để em mời mọi người thẩm hết được cái họa tiết. Đó. Bản này cho em ạ, giá cho em bản này là 850k, mã cho em bản này là 701. Mã 701 ạ, giá 850k, họa tiết đối xứng hai bên và đằng sau nó là một điều tuyệt vời đúng không chị? Mã cho em là 701 ạ, chất liệu lụa. Đẹp quá. Thật sự luôn là để mà nói một từ đẹp, đẹp không ấy thì không lột tả hết được. Lan tỏa cái sự xinh đẹp cho các chị xem. Nói chất quá. 701 ạ. Em đi lên tiếp một bản nhá, bản này của em nhá. Bản này của em sẽ là lụa gấm cho em này, mọi người nhìn thấy ánh gấm không? Đây này, em Tiên sẽ show dấu sát cho các chị xem này. Ánh gấm. Đó, bản này của em này, cổ này, dập laser thêu cho em Tiên nhá. Đây. Khuy đây cho các bác xem luôn này. Một em màu trắng kem cho em Tiên ạ. Bản này thì nó hơi gọi là hơi nhỏ một xíu thôi. Những chị yêu nào mà thích mặc hơi ôm một chút cũng được. Mà từ 45 tối đa cho em Tiên là 56 cân bản này nhá mọi người nhá. 45 tối đa là 56 cân cho em này. Em này sẽ có mã là 223 cho em Tiên nha. Đó, mã 223 này. Mọi người nhìn sâu cổ dị, kỹ cổ cho em này. Nhìn kỹ cổ này. Và chị yêu ơi, các chị yêu lưu ý cho em này, mọi người ưng bản nào chốt bản nào thì mọi người cũng gọi là linh động nhắn chụp ảnh cái màn chụp ảnh màn hình cái bản mà em Tiên hay chị Ly mặc nhá mọi người nhá. Đó, chụp ảnh luôn màn hình vào. Đấy, cho nhanh mọi người ạ. Bản này vào đắp chéo. 701 chị Be Suzen. Và đắp chéo nhá mọi người nhá. Em chào chị Nhân Mộc, chị Trần Gấm, em chào chị Mili. Bản này là mấy và đắp chéo này. Và đắp chéo thì nói chung là nó ngồi cùng bâm với siêu phẩm rồi đúng không các bác? Nhưng mà thôi cũng sẽ để giá như một cái bảng thường. 223 chị Hương Nguyễn. Đây ạ, mọi người nhìn của em này, vạt đắp chéo là đến bây giờ là chắc cả sao là chỉ có một cái thôi. Ly ở vai. Ly nhấn vai ạ, vạt đắp chéo cho em nhé mọi người nhá. Ly nhấn vai này. Vạt đắp chéo chất liệu lụa, mọi người nhìn cho em những cái điểm nhấn này. Nhìn cho em những cái điểm nhấn từ nhấn ly tay này. Chất liệu lụa Nhật bản này form size SM 46 48 đến 58 cân. 300k mã 225. 300k mã 225. Một em gọi là form dáng của nó thì được dùng từ gọi là siêu phẩm rồi, bởi vì sao? Bởi vì nó là vạt đắp chéo, vai nhấn. 300k mã cho em bản này là 225. Vạt đắp chéo nhá mọi người nhá. Bản này của em Tiên này, em lên tiếp một bản này. Đây nhá mọi người nhìn cho em này, cổ này có thể cài kín vào như thế này cho em. Nếu chị nào không thích thì mình bẻ ra như thế này cũng thành chị cổ bẻ hai ve cho em nhá. Trời ơi vô muộn rồi, áo họa tiết đầu tiên màu vàng còn cái nào không em? Cái nào nhỉ? Họa tiết một. Cái nào nhỉ chị nhỉ? Hình như là cái siêu phẩm hay sao? Không. Cái nào hả chị? Chị ơi. Em chào chị Mai Vân. Hello chị yêu. Bản này của em Tiên nhá. Đây mọi người nhìn cho em họa tiết ôi, này. Cái này như kiểu họa tiết bức tranh nhỉ? Bức tranh. Ừ. Nhìn thấy không? Đằng sau nó sẽ chỉ phối vàng như thế này thôi. Bản này từ 48 tối đa cho em Tiên là 60 cân mặc vừa nhá các chị yêu nhá. 48 tối đa cho em Tiên là 60 cân bản này ạ. Em này sẽ có mã là 656 cho em này, tông màu vàng be cho em nhá. À đâu, vàng và trắng kem. Đấy. Đẹp không? Mọi người thấy nó phối màu này. Đó, rất tinh tế luôn. Chị Hồng Trần ạ, cái em đăng hình ấy. Cái đấy hết rồi chị ơi. Rồi hết xong. Chị tìm xong mẫu khác của em nhá. Em vẫn cứ đăng lên đan sen siêu phẩm cho mọi người đấy ạ. Đấy chưa? Và mọi người lưu ý siêu phẩm thì cuối live mọi người chuyển khoản 100% siêu phẩm cho em. Còn là sơ mi vin thường thì khách của em sẽ đi COD. Đây ạ. Chị đào sang siêu phẩm thì để ý cho em bản này ạ. Họa tiết xích nhá. Chất liệu lụa cổ. Bản này cổ mặc được hai kiểu linh động, một các chị thích gọi là thanh lịch thì các chị cài hết cổ lên, còn thích thoáng ra
thì mọi người có thể hất sang nó sẽ ra được cổ bé hai ve. Bà này trần có cái nào giống thế không em? Y xì thì không có, chị ơi em có tương tự nhá. Chị thích tông màu gì? Cái trắng chị vừa lấy ra trước đó này. Cái gì cơ? Cái trắng chị vừa lấy ra trước đó này là cái nào? Đây á. Cái này á. Cái này chờ em. Cái này nó có hai cái la lá nhau. Tí nữa em sẽ lên cho mọi người cả hai. Đây ạ. Em chào chị Hạnh Ngô, chị Hà Ni. Bản này cho em nhá mọi người nhá. Ai sang siêu phẩm thì mọi người chấm cho em bản này. Chị phải đây đây. Ok ạ, chờ em một tí nhá. Bản này cho em ạ. Trong tag đang là 1.200.000, bản này em sẽ deal trong live nhẹ nhẹ một tí để cho mọi người thưởng thức, giá là 1.100.000 mã 252. Siêu phẩm là gì ạ? Siêu phẩm là những họa tiết xích, họa tiết hoàng gia, họa tiết gothic, là những cái họa tiết mà cả nghìn cái áo mới xuất hiện một cái. Được chưa? Và mọi người nghĩ 100 cái thì có một cái nó đã kinh khủng rồi đúng không? Như đây cả nghìn cái mới nặng được một cái. Cho em bản này mã 252 ạ, 46 48 cân thì tối đa 55. 60 kg cũng vừa, nếu chị nào em xin lỗi, đến tối đa 58. 60kg cũng vừa. Nhưng nếu chị nào 60kg cho em xin chiều cao nhá. Bởi vì 60kg 1m5 nó khác 60kg 1m6 trở lên. Được chưa? 58, 59 cân quay đầu là vừa. Mã 252 giá 1.100.000. Mã 252. Chờ em một tí nhá, Benzuzen nhá. Em tiên lên tiếp một bản màu xanh rêu cho em nhá. Ôi em ơi, sâu cái vải luôn. Em 200.000 cái áo này thì đúng là dã man. 200.000 không đủ tiền mua một mảnh vải. Đây mọi người nhìn cho em cái Levi này. À nhầm, Levi này. Đẹp nhỉ. Đây nữa này, xếp ly này. À, nhìn chỉ này, chỉ nhấn này. Đẹp nhỉ. Em đọc sai bản này, bản này đẹp quá. Bản này cho em nhá, bản này cho em từ 46 tối đa cho em là 58 cân. 46 tối đa là 58 cân cho em nha. Em này sẽ có mã là 154. Mọi người ơi, cái phần dưới gọi là gấu ly của áo ấy, nó sẽ hơi có cái độ xòe kiểu dáng bép lăm cho em nhá. Đây là mọi người thấy không? Nó sẽ hơi ôm vót theo cái đường eo của các chị. Đấy thì chị nào kiểu điệu một chút đi thì mặc cho em một cái gọi là cái beo ở đây được này. Tinh tế nó đấy. Nằm ở đâu các chị ơi? Mọi người nhìn cho em này. Tinh tế nó nằm ở đâu? Kinh khủng. Đó. Nếu chị yêu nào ưng thì chốt cho em mã 154 nhá mọi người nhá. Mã 154. Hello, em chào chị Mai Đặng. Hello chị yêu. Eo cái 154 đẹp lắm ấy, nó mới phải 99.9% ấy các chị ạ. Em chào chị Mai Đặng. Chị yêu dấu ơi. Em chào chị, 154 của ai kìa? Em cài hết lên cho nó sang trọng lịch sự. 154 chị Sophia, chị Phong Lan xong mất rồi ạ. Em lấy tiếp bản này chất liệu lụa. Chị Hồng Trần là 154 giá nhiêu em? Chị ơi, bản này em hết mất rồi ạ. Bản này hết mất rồi, 154 200k hết mất rồi. Rồi chỉ có những bản siêu phẩm thì chị Ly mới đọc giá thôi. Còn những bản còn... siêu phẩm thì em mới đọc giá nhá mọi người nhá. Còn nếu không phải siêu phẩm là cứ auto đồng giá 200k. Em có ghi ở bài giá nhà em. Đối với em xin phép được nói một tí nhá các chị ơi, đặc biệt các chị khách mới, khách cũ thì lắm, nói chung là làm lòng giá nhà Vinclass trong lòng bàn tay rồi. Đó là giá mua mới, à quên, xin lỗi, giá những cái like mới nhà Vinclass là giá từ 280 đến 350 những cái mẫu sơ mi đang lên cho các chị như tiên đang mặc. Nhưng trong like ngày hôm nay thì em sale nhẹ nhàng là 199k để cho mọi người thưởng thức đó. Em lên bản này. Chị mang cái đấy về thôi, chị quên chị đeo về, chị chưa mang sang. Tôi lại bà cứ đi tìm từ hôm trước tới giờ. Không biết ở đâu. Đây ạ. Hồng Trần, bữa em nhận hàng về mặc ai cũng hỏi mua ở đâu. Em cảm ơn chị Hồng Trần. Chị ơi, mà có ảnh đẹp nhớ gửi bọn em nhá. Đây ạ. Ai hỏi siêu phẩm mọi người chấm cho em ly này. Siêu phẩm là cái gì đây ạ? Em mời các bác thẩm. Được chưa? Bản này cho em tiếp tục từ 46, 48 đến tối đa 60 cân free size. Bản này các chị có thể sơ vin. Đây, mọi người thấy không? Em túm lên. Hoặc không sơ vin đều rất đẹp. Nói chung là tùy vào cách pick đồ của mỗi người, các chị có thể phối với chân váy hay phối với quần tây hay phối với bất cứ cái gì. Nó vẫn lên được một cái gu cực kỳ chất. Đó, em sơ vin vào để mọi người xem dáng. Còn lại Nguyễn Con Ly mặc chị 48 cân, cao 58 vừa không? Mặc nó sẽ hơi bị thoáng đấy chị nhá. Mặc, đây này, cái bảng này từ 46, 48 đến 58, 58, 60 cân. Nếu chị nào mà 48, 50 cân thì mặc nó sẽ hơi bị thoáng nhẹ. Đó. Em là đang 1m63, nặng 52 cân. Đây ạ, bản này nhá. Trên tag của nó đang là 1.2.000. Trong live này em sẽ deal nhẹ nhàng cho mọi người. Còn 950k. Mã cho em bản này là 314. Trong tag đang là 1.2.000 ạ. Được chưa? Mã 314 giá sale chỉ áp dụng trên live để dành cho khách săn live, không áp dụng chốt trong inbox. Mã cho em bản này là 314 nhá mọi người nhá. Siêu phẩm. Họa tiết hoàng yến đối xứng. Chất liệu lụa nhập. Em còn một cái con mà hôm trước tiên mặc đẹp lắm, nhưng mà tìm em lên. Con nó lá lá như này nhỉ tiên. Nhưng mà nó đẹp hơn con.
đúng không? Em lên tiếp một bản, bản này của em sẽ là cổ tròn các chị nhá. Đây, bản này cổ tròn cho em này. Hai bên vai có ly đối xứng cho em tiên, mọi người nhìn họa tiết này. Đó. Bản này cho em tiên từ 48 tối đa là 60 cân, bản này vừa cho em nhá. 48 tối đa là 60 cân, mọi người để ý cho em tiên nhá. Tông màu này rất sang, các chị nhìn cho em họa tiết đằng sau lưng này. Đó. Chị yêu nào ưng mã này thì chốt cho em là mã 645 cho em tiên ạ. Mã 645 cho em nhá mọi người nhá. Cái cổ tròn này này, mọi người về mọi người đeo cho em một cái dây chuyền vào ấy. Đấy, đeo dây chuyền vào cho là đỡ chống cổ. Đấy mọi người thấy không? Chị Hương Nguyễn, cái siêu phẩm nào cũng đẹp mà chị đẹp quá, không chốt được. Đây, em đem cho chị một con bé đây, chị Hương ơi, chờ em tí. Chờ em để em xanh hàng. Chị Hương vừa mignon. Đây, có một cái bé. Mọi người đợi tí mọi người nhá, chị Ly, chị lấy thêm mấy bài siêu phẩm. 645 chị Hân Mai. Hello chị Hân Mai. Ui. Em tiên lên tiếp một bản chất liệu von lụa cho các chị nhá. Trời ơi, bản này cũng xinh lắm mọi người ơi. Phối màu đẹp dã man xuất sắc cho em nhá các chị nhá. Đây, một bản tông màu vàng này, họa tiết hoa cho em tiên này. Đó, bên trong có cầu vai cho em tiên nhá. Mọi người nhìn tất cả những cái bản có cầu vai này. Mọi người nhìn này, cái phần vai này dựng lên nhìn kiểu nó dựng dáng các chị nhá. Đấy, bản này cho em là một bản chất liệu von lụa này. Điểm nhấn là ở đâu? Điểm nhấn là ở cổ này, ở phần ly ở đằng trước ngực của em này. 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này nhá các chị nhá. 48 tối đa là 58 cân cho em, đằng sau nó sẽ như thế này. Em đẹp nhờ. Bản này cho em sẽ có mã là 151 nha các chị. Như này để cho các chị thấy 151. Mọi người thấy không? Người nhấn viền tay, nhấn viền cổ và nhấn viền khuy nó tạo đó, một cái sự gọi là nổi bật. Khuy sà cừ các chị ạ. Đấy. U là trời. Thấy bạn ly bài tóm vào đúng không? Mã đây. 151 cho em nhá. Tí nữa. Đây này, con này còn đỉnh hơn cơ. Thề luôn. Nó thuộc đi vào đời kinh điển luôn các chị, người ngắm cho em. Và đến em thật sự luôn là đỉnh, đến những cái bảng sơ mi vin thường em có một cái thôi. Thì đến siêu phẩm và càng ngang cái cũng chỉ có một cái. Em sắp cạn siêu phẩm rồi các chị ơi. Em bản thân em phải hô gào các chị lên là bản thân em sắp cạn siêu phẩm rồi. Kho báu của em đi đang cạn dần các chị. 151 chị Bensuzen, chị Hà Chi sao lại hôm mai sao ạ? Chị tôi ơi, chị Hương Nguyễn ơi. Em kính cẩn em nghiêng bằng mình, em mời chị xem cái bảng này. Cái này là dành cho các chị size nhỏ, siêu phẩm. Họa tiết thì không phải nói rồi, vì họa tiết siêu phẩm mà chê thì chắc là không mua được cái gì cho chị đâu. Chị hãy thô giúp cạn. Đây ạ, bản này nhá mọi người ơi, dành cho các chị size SM thôi. Bản này cho em từ 46 cân đến tối đa cho em bản này là 55-56 cân là đẹp nhất. Cái này chị Hương Nguyễn thoải mái chốt cho em. Này bên trong chị bác. Size nhỏ này bao nhiêu cân em? Size nhỏ từ 45-46 cân đến tối đa 55-56 cân. Những chị nào 57-58 cân vui lòng không chốt. Mọi người nhìn cho em cái cổ để thấy rằng nó có phải hàng hiệu hay không. Nếu mà hàng thường không bao giờ làm được cái cổ này. Mọi người nhìn cho em cái điểm cổ này. Đúng chưa? Cho em bản này nhá. Cho em bản này trong tác đang là 1.2.000, trong live này em cũng deal bằng giá bản kia là 950k. Mã 939 ạ. Mã 939 nhá mọi người nhá. Mọi người để ý của em với những chị size bé thì đây là một cái gọi là điều tuyệt vời dành cho các chị, bởi vì nói thật luôn siêu phẩm nó không lên được nhiều size bé đâu các chị. Các chị xem nhà em nhiều thì mọi người thấy siêu phẩm đa phần là form nó rất là thoáng, mà để những chị size S mà vừa ấy thì thật sự nó rất là hiếm. Mã 939 ạ. Nói chung là nhìn cái cổ áo thôi đã thấy rằng là level nó ở đâu, đúng không bác? 939 giúp em ạ. Em tiên lên tiếp một bản chất liệu von lụa cho em nhá. Mọi người nhìn cho em này. Đây nhá, em sâu kỹ cho các chị xem này. Ở những cái đường họa tiết ấy, nó sẽ nhấn kiểu hơi gọi là sợi ánh gấm cho em nhá mọi người nhá. Đó. Chị ơi, chị Hương Nguyễn ơi. Chị Hương Nguyễn ơi, đây các chị làm chứng hộ em. Như thế này mà 48 cân không vừa thì là điều không thể được. Đây, không thể nào nói không vừa được. Vì em có 51 cân tư, em đọc 52 cân thân lỗ mai. Đúng không ạ? Đây, em 51 cân tư mà em mặc như này mà bảo 46 với 48 cân mặc không vừa là điều không thể được. Còn nếu ví dụ như này này. Như này này. Thì lúc nãy chị hỏi em là Lily chị thích cái áo em đang mặc quá, chị có vừa không? Em từ chối luôn mà là không vừa. Bởi vì em biết chắc chắn là cái size đấy em mặc thoáng thì chị mặc không thể vừa. Còn em tư vấn cho khách không bao giờ sai. Chị Hương cứ tin em về bạn này nhá Hương nhá. Tin em. Em nói tiếp bản này nhá các chị nhá. Bản em tiên đang mặc là một bản chất liệu von lụa cho em này. Đó, một bản chất liệu von lụa.
em sâu kỹ cho các chị xem rồi mọi người nhìn cho em, nó sẽ phối gọi là đường ánh gấm cho em nhá, các chị thấy nhũ nhũ không? Bản này thì cũng gọi là sát cổ lên được như thế này, nhưng em tiên thế mà thoáng thì em sẽ phanh ra từ 48 tối đa cho em tiên là 60 cân bản này cho em nhá. 48 tối đa là 60 cân cho em này. Mã 175 nha các chị yêu. Đó, mã 175 bản này cho em ạ. Mọi người ơi, mọi người thích săn thường hay thích săn tiêu phẩm? Nếu mọi người thích săn tiêu phẩm em sẽ lên đan xen cho mọi người. 93 chị Thị Hương Nguyễn. Còn nếu thích săn thường em cũng sẽ chỉ lên thường thôi. Nào mọi người chọn đi. Hôm nay cho mọi người chọn một số. Em nha, siêu phẩm nhà em là hoa đẹp kiểu hoa, xích đẹp kiểu xích. Một em họa tiết hoa rơi. Siêu phẩm, khuy của nó em chưa cài hết, mọi người nhìn em. Khuy của nó là khuy đúc toàn bộ này. Chất liệu lụa này. Có chị nào thích hoa thì bảo em lên nhá. Này. Đến cả cái khuy áo này. Đó. Chưa. Một em họa tiết hoa rơi đối xứng. Em là một đứa nghiện tông vàng các chị. Có chị yêu nào thích Hồ Hằng ơi, Hồ Hằng có thích gì không bảo em nhé Hằng ơi. Chị yêu nào thích màu đen không ạ? Em tiên có bản này màu đen nhá, mà nó ôi, cái mang xách tay. Em ơi, cái mang xách tay đẹp nhìn quá. Khuy nhá, đây này mọi người nhìn khuy em này, khuy đúc này. Và nó là khuy đó, đôi. Khuy đúc này, mang xách đôi. Cái mang xách tay ấy nó chỉ có một tí thế này thôi đúng không các chị? Này, đây là mang xách tay của tiên đang mặc là bằng 3 đúc ngón tay, có nghĩa là sẽ ôm toàn bộ cái cổ tay để tạo phồng cái điểm này. Đó, và điểm nhấn là ở cổ này. Đây này, đường khuy này, đường tay cho em, các chị nhìn thấy rồi đúng không? Đẹp nhỉ. Đây, cả túi nữa, túi sẽ có một cái nơ đen như thế này cho em nhá. Bản này siêu xinh luôn, sẽ từ 48 tối đa cho em tiên là 60 cân. Bên trong có cầu vai cho em nhá, 62 cân cũng mặc vừa các chị ạ. 48 tối đa là 62 cân đi. Đó, bên trong có cầu vai cho em này. Đằng sau nó sẽ là đen xì như thế này luôn nhá. Bản này cho em tiên đẹp lắm các chị ạ. Mã 610 cho em nhá. 610 giá 200k. Mã 610 giá 200k cho em này. Rồi đồng thế. Em chào chị Hồng Trần này, chị Sophia Lee này. Chị Sophia Lee ơi, chị có tìm cái gì không? Chị bảo em hỗ trợ chị nha. Em chào chị Nguyễn Suri này, Nguyễn Hảo này. Chị Dương. Ôi hello chị yêu, em chào chị Nguyễn Dương, Dương Nguyễn chị yêu ơi. Nào, tiếp tục bản này, một em siêu phẩm màu vàng. Em là một đứa nghiện màu vàng dã man các chị ạ. Hương Nguyễn, chị thấy ảnh đề môi cho em hoa lên đi em. Vâng ạ, hoa chờ em một tí. Ai hỏi hoa đấy? Chị Hương ạ. À? Chị Hương ơi, hoa chị không vừa đâu. Thề luôn, em cứ nghĩ là nhiều lúc đầu ấy cứ nghĩ là bà Hương to lắm, thề luôn bà có 48 cân. 610 chị Hiếu Nguyễn. Ồ, có 48 cân mà eo bé tí ra, eo cũng chỉ có 68 thôi. Chị chốt quần mà em giật mình. Ồ, eo bé lắm. Đây ạ, họa tiết Hoàng Yến nhá, siêu phẩm. Ôi các chị ơi. Đây ạ. Cho nên bản này cho mọi người thưởng thức này. Siêu phẩm họa tiết Hoàng Yến. Bản này cho em dành cho các chị từ 46, 48 đến tối đa 58, 59 cân. Cho em bản này, giá cho em bản này là 600k. Mã 952. Mã 952. Kìa nhanh nhẹn lên. Lần sau có hotline. Em nghe vấn đề này. Chị Sophia có trắng không em? Có trắng chị ạ. Sophia tìm size gì nhỉ? Chị đang sẽ mua cái này. Cái này đẹp thế. Chị xong cái này chưa? Vâng, chị xong cái này rồi. Mọi người ơi, em lên bản này nhá. Bản này của em là chất liệu von lụa này các chị này. Đó, nó sẽ là tông màu tối một chút. Nếu chị nào thích kín hơn ý, thì các chị có thể mặc giúp em một cái áo gọi là áo bra ở bên trong, như áo bên trong em tiên mặc này, hoặc là áo hai dây này, hoặc áo quay ở bên trong cho em để cho nó kín hơn nhá mọi người nhá. Đấy, bản này cho em chất liệu von lụa này. Tông màu của nó, ôi dồi ôi, các chị nhìn cái tay của em đi mọi người nhìn này. Nó phối hoa cho em nhá. Hoa này, đây là màu ghi cho em này. Mặc cái này như là các như kiểu các chị mặc không mặc cái gì trên người ấy, nó thoáng mà nó nhẹ tênh luôn mọi người nhá. Đấy, bản này cho em này từ 48 tối đa là 60 cân cho em tiên nhá. 48 tối đa là 60 cân bản này cho em này. À, em này sẽ có mã là 179 cho em ạ. Màu này rất đẹp các chị ạ. Mã 179 màu à. Sang nhỉ? Bên trong có cầu vai nhẹ nhá, lót cầu vai nhẹ cho các chị. Đấy. Ôi màu sang dã man, các chị nhìn sau này. Phiêu là đẹp quá mà chị phải đi làm rồi. Bác Hương Nguyễn, lần hôm qua cũng bảo đi làm xong bác ngồi bác nào. Có cái chị, có chị Hồng Hạnh gì ấy, quên mất tên rồi, nó lỗi, chị cứ nhờ hỗ trợ mà. Đây ạ, màu trắng đây nhá các chị nhá. Chị Sophia, chị thích trắng tinh hay là chị thích trắng họa tiết? Đây là cái bản này của em, trắng huy đúc này. Họa tiết nhá, đây là trắng họa tiết. Một em trắng mà như thế này thì được gọi là xuất sắc rồi. Em chào chị Po Pu Pu. 179 thì Ngọc Mai Lê. Bản này cho em này, mọi người này, dành cho các chị từ 48 đến tối đa 58, 59 cân nhá. Khuy của nó là khuy đúc này. Chất liệu lụa Nhật nhá mọi người nhá.
Trời ơi, bản này bán 200.000 có phải có lỗi nhà sản xuất không các chị? Hello bác Bảo Ngọc An. Đây ạ. Chị nào thích nổi bật, chị nào thích rực rỡ, chị nào thích một cái phong cách mà nó có một cái điểm nhấn. Chị Sophie ở Trắng Tinh. Em sẽ lên cho chị Trắng Tinh. Đây ạ. Là một em gọi là không thể chê được, có những màu đẹp nhất thì xuất hiện trong bản này. Khuy đúc. Trời ơi, 200k là một cái giá mà quá yêu đúng không mọi người? Khuy này. Mã 940 giúp em bản này ạ. Mã trên bản này là 940. Mọi người thích thì mọi người có thể cài kín lên như thế này. Đó. Thấy không? Quá đẹp. Trắng Tinh, đem lên Trắng Tinh cho bác nha. Em xem có em không? Lên một bản lụa gấm nhá mọi người nhá. Em tên lên một bản lụa ảnh gấm màu tông màu ghi sáng cho em. Ôi dồi, sao nó bột hết cả ra. Đây là em thì em cài quy vào chị ạ. 940 của bác gì đấy? Bảo Ngọc An. Bản này cho em nhá. Đây, nó là lụa gấm, mọi người nhìn cho em này, nó là tông màu ghi. Nhưng em dí sát vào cam để mọi người nhìn thấy không? Đèn nó chiếu vào này. Trời ơi, nó ánh lên nhá. Nó ánh lên mà mọi người. Mọi người nhớ cho em này, những cái bản lụa gấm thì độ mới của nó gọi là rất là mới luôn. Mới tinh tình cho em luôn nhá. Mọi người nhìn cho em này, lụa gấm này. Họa tiết cho em này, màu ghi sáng cho em Tiên này. Ghi sáng nhá. Bản này thì size nó sẽ hơi nhỏ một chút. Cho những chị nào từ tầm 45 tối đa cho em Tiên là 56 cân nhá. Đấy, 45 tối đa là 56 cân. Các chị nhìn cho em cái lụa gấm mặc lên nhìn kiểu nó sang đấy mọi người. Màu nó rất sang luôn. Chị yêu nào ưng thì chốt cho em mã bản này là mã 86 cho em Tiên ạ. Đó, mã 86 cho em ạ. Đây đằng sau đây. Đó. Mã 86 cho em bản này nhá. Em thề thật sự luôn, cái màu này các chị phải nhìn ở ngoài ấy, nó ánh lên đẹp lắm ấy các chị ạ. Mà cái này mà mặc ra ngoài nắng thì thôi rồi luôn, người như phát sáng. Đó. Đây, trắng đây. Thích thì mãi mới có một con trắng. Đây trắng em dơ luôn nhá. Đây ạ. Chị gì nhỉ? Em đang hỗ trợ chị Sophia này, tình yêu này. Trắng đây nhá, mọi người nhìn trắng này. Cổ dập laser đối xứng hai bên này, nhấn ở bên dưới này, nó thể hiện một cái sự tinh tế không hề nhẹ đúng không? 86 như thiên thương chị Ngọc Mai Lê sao? 46 48 đến 58 cân các chị ơi, trắng này em không có nhiều đâu. Trắng vin này mọi người mua mới khoảng 3-4 triệu một cái cơ. Chị Thiên đấy. Hỏi vải này dày mà có tháng không em? Chị ơi, một ai hỏi đấy? Chị Thiên Thương. Chị Thiên Thương ơi, chị đã mặc lụa thì chị cảm thấy rằng là lụa nó có nóng nổi không ạ? Đúng không? Để em hỏi ngược lại để chị sẽ có câu trả lời. Em chào chị Hoàng Anh. Hoàng Anh ơi, Hoàng Anh tìm cái gì? Hoàng Anh comment để em hỗ trợ nào. Riêng đã mặc lụa thì nói chung là nó mát nhất quả đất rồi, chứ còn cái gì nữa đúng không các bác? Bây giờ chỉ trừ có là sợi tổng hợp pha ly lông nó mới nóng. Còn lã là lụa Nhật thì nó vừa mát và nó có cái độ săn. Săn ở đây là gì? Bình thường mọi người nghĩ đến lụa mọi người sẽ thấy nó mềm, nó mát, nó nhũn. Nhưng lụa Nhật nó vừa mềm vừa mát, nó có cái độ săn. Để mọi người cảm thấy là mặc cái áo lúc nào nó cũng có cái khả năng chống nhăn nhào rất là cao. Và lúc nào nó cũng mới. Đây mọi người nhìn nó em. Đó. Còn nếu mọi người mặc polyester, đó là sợi tổng hợp pha ni lông, thì mọi người mới thấy nóng bí và sờ nó loạt xoạt, đúng không ạ? Bản này cho em 46, 48 đến 58, 59 cân giúp em nhá. Đấy, mã 59, mã 509. Mọi người nhìn một cái áo nó thêu nhấn đối xứng như thế này. Chị Hiếu Nguyễn cho mình xem hoa, chị Nguyễn Suri họa tiết. Ok chị yêu nhá. Đây em lên trước bản này chỗ này, tại vì em Tiên lỡ mặc bản này vào rồi. Cái này của em thì sẽ là một bản tông màu tím cho em nhá. Mọi người nhìn họa tiết cho em này. Đây, tông màu tím họa tiết cho em này, cổ bể hai ve cho em Tiên ạ. Đó, ôi vai nhấn ly các chị ơi. Chào bác Minh Trang. Vai nhấn ly cho em nhá, mọi người nhìn cho em tất cả những cái bản sơ mi Nhật này, nhấn ly vai nhá. Đẹp nhá. Đấy, khi mà các chị sơ vi lên ấy, cái đường ly nó chạy thẳng xuống cặp quần này mọi người thấy không? Rất đẹp cho em. Bên trong có cầu vai dựng vai cho em Tiên ạ. Đó, bản này từ 48 tối đa cho em là 60 cân nhá các chị nhá. 48 tối đa là 60 cân bản này cho em này. Chị yêu nào ưng chốt cho em mã 132 bản này nhá các chị nhá. Mã 132 cho em một bản tông màu tím ạ. Cổ bẻ hai ve nhá. Đó. 509 chị Sophia. Đấy. Em cứ phải gọi là cậy mồm các chị ra để hỗ trợ các chị, có thấy khổ thân em không? Ai cần gì mọi người chủ động comment hộ em. Đấy là Sophia bảo Leo chị cần màu trắng. Đúng hai bảo là lên có trắng cho chị chốt ngay, mà là trắng đẹp, trắng gọi là xuất sắc, chứ không phải lên loại làng nhàng cho mọi người săn. Đúng không ạ? Em lên bản này siêu phẩm, hiện là săn siêu phẩm chấm hộ em. Ôi. Em lên một bản này họa tiết Hoàng Yến nhá. Free size 46, 48 đến tối đa 58, 60 cân đều mặc được. Trời ơi. Họa tiết Hoàng Yến ạ. Hello bác Ngọc Mai Lê. Bác Ngọc Mai, bác tìm màu gì bác comment để em biết đường mà lội biết lối mà lần nhé bác nhá. Đẹp chưa? Xuất sắc nhỉ? Bản này trong tag của nó đang là 1.400.000, em cũng sẽ đi nhẹ nhàng nhá. Mọi người nhìn hộ em này. Mã cho em bản này là 301.
Trong tag của nó đang là 1.400.000, em sẽ deal bản này còn 1.200.000 để cho mọi người săn nhá. Giá sale chỉ áp dụng trong live tại thời điểm này dành cho khách săn live. Nói thật mọi người là Vinsplat mà được mọi người biết đến cũng như là mọi người yêu quý cũng là vì sơ mi, vì chất lượng của sơ mi nhà Vinsplat đó. Và đặc biệt những em siêu phẩm mà cả cái Việt Nam này không ai có. Có những mã mà duy ngã độc tôn. Đó, em mời mọi người thưởng thức. Mã 301 ạ. À. Mọi người thích thì sơ vin, còn không thích thì beo nhá mọi người nhá. Mã cho em bản này là 301. Giá 1.200.000. Sơ mi siêu phẩm họa tiết Hoàng Yến. Anh chị ơi, em lên một bản tông màu này, đen đỏ cho em nhá mọi người nhá. Nó phối đối xứng hai bên này. Các chị thấy không? Chỗ phần chữ này của em thì sẽ là thêu nha các chị yêu. Thêu cho em này. Bản này cho em bên trong có cầu vai để dựng vai cho em nhá. Đấy, đây cổ tay cũng phối đối xứng cho em luôn các chị thấy không? Đó, bản này cho em tiên đi từ 48 tối đa cho em là 60 cân cho em nhá. Đấy, 48 tối đa là 60 cân này. Cài kín cổ trên kia trên cũng được này. Đó. Chị yêu nào ưng thì chốt cho em mã em này là 530 cho em ạ. Mã 530 cho em nhá. Đây phối đối xứng này. Đó, tông đen đỏ cho em. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Bản này rất đẹp. À đây đằng sau nó sẽ màu đỏ như thế này thôi nhá. Đó, chị thấy chưa? Chị nào ưng thì chốt cho em mã 530 nhá các chị yêu nhá. Chị đang sẵn hiệu thì để ý bản này nhá. Riêng bản này là hiệu Pierre Bonman Paris. Và em cũng để với giá như một bản sơ mi thường để cho mọi người thưởng thức. Chị nào muốn sẵn hiệu thì em đi mời bản này. Chất Lylon. Vai có dựng. Một em Pierre Bonman. Đây, tang của nó đây. Bạn này 46, 48 đến 58, 59 cân tay lỡ. Pierre Bonman nha mọi người nhá. Thương hiệu gọi là quốc tế rồi đúng không ạ? Mã 299. Mã 299 giúp em. Các chị thích họa tiết tông màu gì hay thích siêu phẩm thì các chị chủ động comment để em về tên lên nhá. 132 chị Hà Chi. Đây em lên, em giơ tiếp bản này họa tiết siêu phẩm. Hoa đối xứng, hoa rơi đối xứng. Khuy của nó là khuy đúc toàn bộ đây. Bên trong là em chưa cài khuy nhá. Chị là vừa hỏi hoa này. Cái cổ nó cài trong như này. Mặc lên nhá mọi người nhá. Cho mọi người thẩm. Con này mới phải đến 99,9%. Bạn này cho em nhá mọi người nhá. Đẹp thì khui đẹp đi luôn mọi người ạ. Em chào chị Nho Nguyễn. Bản này trong tác của nó đang là 900k. Trong live này em sẽ đi mọi người còn 800. Và sale chỉ áp dụng trên live tại thời điểm này dành cho khách săn live. Hết live về giá cũ nhá mọi người nhá. Bản này các chị thích thì beo cho chị xin cái beo đó. Mã cho em bản, à bản này 48 đến tối đa 58, 60 cân. Free size. Mã 39. Mã 339. Mã cho em bản này là 339 nhá. Eo ai nhà ai thích tông xanh ấy. Tông xanh Bắc Bico với cả chị Lan Yoga là hai tín đồ thích tông xanh. Đây. Đó. Mã cho em bản này là 339. Tiên lên đi tiên. Bản này cho em này. Bản này cho em nhá, mọi người nhìn phối này. Họa tiết màu này. Đấy. Điểm nhấn là ở đây nhá. Điểm 30 của chị My Nguyễn. Điểm nhấn gấu tay áo này. Cổ này. Đường khuy cho em tiên nhá. Bản này cho em thì size hơi nhỏ một tí. Từ 45 tối đa cho em là 56 cân các chị mặc vừa nhá. 45 tối đa là 56 cân bản này cho em này. Chị yêu nào ưng thì chốt cho em mã nó là 236 cho em. Mã 236 bản này cho em nhá. Đó. Mọi nhìn cho em họa tiết này. 236 cho em tiên ạ. Đây ạ, chị nào săn họa tiết thì mọi người để ý bản này nhá. Lụa nhật cho em bản này. Nói chung là mọi người mặc bộ nhật cái cảm giác đầu tiên khi xỏ vào là nó sẽ hơi mát mát ở trên da. Bản này cho em từ 48 đến tối đa 58, 59 cân nhá. 48 đến tối đa 58, 59 cân. Đó. Cho em bản chính của chị Mỹ Anh. Bản này cho em ạ. Mã cho em bản này là 121. Mã 121 nhá mọi người nhá. Mã 121. Em tiên lên một bản sơ mi cộc tay cho các chị lụa này. Sơ mi cộc tay cho em nhá mọi người nhá. Bản này cho em đây, mọi người nhìn họa tiết này. Họa tiết hoa này, lá cây này, trên nền be cho em ạ.
48 tối đa là 58 cân bản này cho em ạ. 48 tối đa là 58 cân này một bản cộc tay nhá các chị yêu nhá. Chị yêu nào ưng thì chốt cho em mã. Mã bản này là 699 ạ. Mã 699 cho em nhá mọi người nhá, cổ bẻ 2 ve này. Mọi người thấy không? Cổ bẻ 2 ve cho em nha. Đó. À cái này nó là chất Lylon đúng không chị Ly? Cái này là chất Lylon của em nhá mọi người nhá. Chất Lylon mặc siêu mát, siêu thoáng rồi mà còn không bao giờ nhăn, nó không hề nhăn nhàu cho em. Đấy. Mọi người chốt cho em mã 699 bản này ạ. 12 buổi cho chị Nguyễn Suri ạ. Chị Nguyễn Suri ơi, mình vì mình là khách mới, mình có làm inbox mã. Vừa được chốt để cho viên dẫn mình chuyển khoản, thế nhận mã đầu thì mình chốt tiếp các mã sau ạ. Chốt mã cách số điện thoại của một dòng đấy, mình là khách mới hộ em nhá. Bản này chắc chắn là mọi người sẽ rất là thích này, vì cái màu này em cũng chỉ còn đúng cái này thôi là hết này. Nếu chọn một em siêu phẩm. Đó. Bản này các chị thích thì sơ vi mà, còn không thích thì beo. Chị Nguyễn Suri em gặp ý giúp em. Cái đấy hình như là đối xứng đó. Cứ lên nó là siêu phẩm đối xứng. Cứ lên. Bản này nhá mọi người nhá. À thôi từ từ đã, để em báo lỗi cái bản này em sale mọi người. Bản này nguyên giá của nó là 1.500.000, từ 48, 46, 48 đến 58, 59 cân. Nếu chị là 60 cân cho em xin chiều cao. Bản này là 1.500.000 nhưng mà em sẽ bớt một chút nhá. Vì em đâu? Chả nhìn thấy. Không thấy đâu. Nhưng mà cứ báo cho chị xem đây là nó bị sức chỉnh tí đấy. Đấy. Đây ạ, à, phải dí vào đây. Mọi người ơi, là có một cái vết xước rất là nhỏ, gần như không nhìn thấy nhá. Em dí vào cam mọi người cũng sẽ không thấy đâu. Phần dưới này nữa có một tí tẹo tẹo teo. Nên là cũng sẽ vẫn xem cho mọi người. Còn nhìn mọi người nhìn này thì sẽ không bao giờ thấy gì cả. Đấy, nhưng mà dùng mắt thường thì nhìn sẽ thấy nó có gọi là một hai cái xước nhẹ nhẹ. Đây. Đó, bản này nguyên giá là 1.500.000. Em Ly sẽ deal xuống còn 1.100.000. 1.100.000. Đó. Đây là một em xích đỏ, không có cái thứ hai. Đó. Mã cho em bản này nhá. Mã cho em bản này là 843. Mã 843 giá 1.100.000. Em Ly đã báo nhẹ nhá. Đã báo lỗi nhẹ nhá. Nói chung là để bởi vì chỉ có nhà em mới báo những cái lỗi này thôi mọi người. Còn bình thường ra mọi người đi săn lai hàng hen thì những cái lỗi này không được tính là lỗi. Đúng không các chị? Bởi vì nó quá nhỏ. Mã 834 ạ. Còn nếu mà lỗi to thì đây. Mọi người nhìn em giao diện nhìn phát là thấy luôn. Sao thì thế chị Ngọc Huyền. Em lên tiếp này. Mọi người ơi, đây cũng là một bản siêu phẩm của em nhá. Mọi người nhá, đây là siêu phẩm đối xứng này. Bản này thì nó sẽ là màu kiểu màu trắng kem cho em Tiên ạ. Trắng kem cho em nhá. Từ 46, 48 tối đa cho em là 58 cân. Các chị nhìn cho em có họa tiết kỹ này mọi người thấy không? Đây, đây đây này. Rất xuất sắc luôn. Bản này cho em, bản này của em thì sẽ nhẹ nhàng thôi. 350k. 350k mã cho em là mã 526 ạ. Mã 526 cho em nhá, họa tiết đối xứng. Đấy. Đây, đằng sau đây. Lụa cho em nhá, lụa nhá. Mọi người ơi, mặc lụa nhà em nó mát lắm. Em đứng đây mà em like cho chị mà em thay tầm mấy cái thôi mà em lạnh hết cả người. Đấy mọi người ạ, thì phải biết là lụa mát như thế nào đúng không? Mã 526 cho em bản đấy nhá. Bản siêu phẩm ạ. Tiếp tục bản này nhá mọi người nhá, chị nào thích họa tiết, đặc biệt là có tông xanh, em Ly mời bản này 46 48 đến 58 cân nhá, size S, M đều mặc vừa. 46 48 đến 58 59 cân, mã trên bản này là 90 giá 200k. Mọi người lưu ý là sale chỉ áp dụng trên live tại thời điểm này dành cho khách săn live. Các chị ơi comment lên xem các chị tìm cái gì nhá. Chị Hương Hoa ơi, mình là khách mới, mình gọi lên mã 526 cách số điện thoại cùng một dòng giúp em ạ. Rồi nhìn sau đó mình sẽ ra khỏi live để nghe. Ôi. Hello, em mã đầu tiên ạ. Em chào chị Trân Huỳnh. Hello chị yêu. Chị yêu dầu ơi, em mời chị vào săn siêu phẩm chị yêu ơi. Hello chị. Này, mọi người nhìn cái tay này. Tay nhấn đẹp quá luôn. Bản này. Bản này 46, 48 đến 58, 59 cân này. 200k đúng có lỗi nhà sản xuất. Bản này phải dùng từ kính cong đó chị ạ. 99,9%. Mã cho em bản này là 196. Mã 196 nhá. Vai dựng tay nhấn bồng. Mã 196. Chị Trân Huỳnh ơi, chị có săn siêu phẩm không? Chị bảo em nhé. Em lên một bản nhá. Tông này, mọi người nhìn cho em này. Anh gấm cho em này.
Đấy, mọi người thấy không? Anh gấm này, cái cổ này của em nó sẽ là cổ nâu, dễ dề về về các chị, dễ cài lắm. Nói chung là các chị nhận hàng các chị biết ngay cách cài cho em này, cổ nâu này, khuy cho em này, khuy đá nhá. Đấy, khuy ngọc đá cho em này. Bản này từ 46, 48, tối đa cho em là 58 cân. Đấy, chấm bi cho em nhá. Họa tiết chấm bi màu nâu vàng cho em tiên này. Rồi ôi, ánh gấm cho em. Bản này từ mã 164 cho em này. Mã 164 nhá mọi người nhá. Đấy. Cái khuy của nó cũng tông xệt tông với màu áo. Tông xệt tông luôn. Màu đấy rất đẹp. Đây ạ. Những cái tông ánh gấm thì mặc siêu mới cho em đi. Em đi lên bản này một em siêu phẩm hàng hiệu Pháp nhá mọi người nhá. Chị thôi chị Ngọc Huyền. Hiệu Pháp siêu phẩm xinh. Các chị ơi, siêu phẩm mới, chị thích tông màu gì thì mọi người bảo em nhá. Còn có trắng, có vàng, có đỏ, nhưng mà nó sắp hết rồi. À, cái này sang kinh khủng, các chị xách theo em cái túi nữa nhá. 164 thì Sophia Ly. Cho em bản này ạ, bản này cho em 46, 48 thì tối đa 58, 59 cân. Một em siêu phẩm xích phối với họa tiết hoàng gia. Các chị ơi, cái này mà nó không sang thì không biết là cái gì sang, đúng không? Nói chung là mặc thêm một cái quần tây xong xách cho em cái túi nữa thì đó. Bản này cho em ạ, giá cho em bản này là 1.200.000, mã 213. 1.200.000, mã cho em bản này là 213. Đẹp nhở, nó là cái, những cái đẹp nó luôn luôn có lý do ở nó, đúng không chị? Nó không nghiễm nhiên tự nhiên nó đẹp. 526 thì Hương Hoa, chị Hương Hoa thì cứ ở inbox mã vừa được chốt để nhân viên hướng dẫn mình chuyển xác nhận mã đầu thì mình xuất tiếp một các mã sau ạ. Em lên tiếp một bản màu đỏ cho em nhá các chị nhá, màu đỏ này. Cổ của em này, các chị thích thì cài kín lên cho em được này. Không thích thì bẻ thành cổ bẻ hai ve cho em nhá. Đây, bên này có một cái khuy, à nhầm, có một cái túi này. Bản này cho em nó sẽ là màu kiểu màu đỏ đô cho em nhá. 48 tối đa cho em là 60 cân bản này cho em này. Đấy, các chị thấy không, khuy đúc cho em nhá. Cái này rất đẹp luôn, mọi người nhìn cho em này. Màu đỏ siêu nổi, bên trong có cầu vai để các chị dựng vai, dựng dáng lên này. Đó, chị yêu nào ưng thì chốt cho em mã 25 nha các chị yêu. Mã 25 cho em tiêm bản này ạ. Đây, mọi người nhìn rõ màu cho em này. Đấy, màu đỏ đô cho em nhá. Đấy. Hello Diễm Trang. Hello chị yêu. Mọi người ưng chốt cho em mã 25 nhá các chị nhá. Mã 25 cho em ạ. Đây con này hàng hiệu là Bestie Berry. Tiêm cả chỉ cái cổ đây cả. Đây là ở cổ như thế này. Cái cổ này dành cho các chị nào mà thích cái gu cổ điển. Mọi người nhìn em cái cổ này. Và chị nào thích gu cổ điển thì nhìn cái này mới ưng này. Bên này bọn em hàng hiệu Bestie Berry. Chất liệu lụa nhá mọi người nhá. Cổ của nó lên gu cổ điển hộ em. Bản này 48 đến tối đa 60 cân free size. 48 50 kg đến tối đa 60 cân. Đến 58 60 cân. Ôi, bản này bán 200k đúng có lỗi nhà sản xuất luôn. Người nhìn của em vai có dựng ạ. À? chị nào mà săn những cái như này về mọi người dở ra xem nhá. Nó mới một cách dã man luôn. Mã 345 cho em bản này ạ. Mã 345. 345. Cái củ cày vào đây. Những chỉ cái những cái áo này chỉ có những cái gu cổ điển của Nhật mới có. Mọi người ơi, em lên một bản màu trắng cho em nhá. Bản này màu trắng này, nó là lụa gấm các chị ạ. Nó có ánh gấm cho em này. Cái cổ này thì các chị nhá, mình có thể mặc được hai kiểu cho em. Một là cái kiểu bẻ ra bình thường như này. Đó. Không thì các chị nhá có thể cài lên cho em như thế này được này. Đây để em cài cho các chị xem. 345 của chị Trân Huỳnh ạ. Cho mình bẻ xuống cho em này. Đấy mọi người thấy không? Hai cổ, dáng hai cổ đều đẹp. À đây tùy nghĩ em mặc nhầm sao. Đây các chị đợi em tí. Đấy, nó như này. Sophia Lee bảo là càng coi càng viền em ơi. Nghiện đấy, lắm. Các chị thấy không? Không một thuốc giải luôn Sophia Lee ạ. À. Có hai kiểu cổ cho em nhá. Đây này, mọi người thấy không? Cổ này là như kiểu cổ kiểu Pháp ấy các chị. Mọi người thấy không? Ở bên trong cho em có cầu vai nhá. Yêu thế các chị, màu trắng đẹp lắm. Mà cái cổ này là nó có lên gu cổ thì các chị, nói chung là tên quay đi để nhìn cái độ đấy. Chéo của cái cổ mới thấy đấy. Là chỉ hàng hiệu mới lên được cái cổ này. Các chị thấy không? Các chị thử nghĩ mà xem cái cỡ mà hàng Quảng Châu mới may xưởng cái cổ làm sao mà nó được như này. Bản này cho em nhá, từ 48 tối đa cho em là 58 cân. 48 tối đa cho em là 58 cân bản này nhá. 59 cân cũng được. Mã 298 ạ. Con này Sophia chốt đi. Mã 298 cho em nhá. Eo các chị ơi, mới lắm. Rất mới cho em này. Ánh nó hơi gấm gấm một tí nhá. Gấm nhẹ thôi. Đấy. Mã gì? Tôi đọc rồi, mã 298. Em lên một bản này tiếp này, họa tiết giọt lệ xoắn tai ly phối với họa tiết xích nhá mọi người nhá.
Cái bản này nếu mà dành cho những chị nào mà thích cái kiểu nó, dành cho những chị nào thích kiểu như là cái form của nó bồng bềnh ấy, thì các chị để ý bản này một em bồng đấy, một em tay bồng. 298 thì bảo Ngọc An. Đây là mọi người nhìn em tay bồng rất là đẹp luôn. Bản này cho em ạ, dành cho các chị từ 46, 48 đến tối đa 58, 59 cân nhé. Siêu phẩm nhé, họa tiết dập lệ xoắn tay ly phối với họa tiết xích ạ. Này mọi người nhìn cái điểm tay ấy làm thoáng không? Còn à. Bản này cho em ạ. Giá cho em bản này là 800k mã 237 ạ. 800k mã 237 chất liệu lụa Nhật. Tay bồng họa tiết xích phối với họa tiết giật lệ xoắn tay ly. Mã 237, tin bài đi. Các chị ơi, mình thích màu ghi này. Em lên một bản nó là bản đắp chéo nhá, hai hàng quy cho em này. Cổ cho em nhá, mọi người nhìn này, cổ bẻ hai ve này và có phối thêu này, thêu ren cho em nhá. Eo mọi người cái này rất đẹp. Đấy, chị nào thích thì về đeo beo cho em. Mọi người thấy không, nó đeo cái phần eo này vào này, đeo cái dây lưng beo ấy. Không thích thì có thể sơ vi như em Tiên đang mặc này. Đó, cái này siêu xinh cho em luôn. Từ 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân nhá. Chị đi ơi, cái này cũng 200 à? Ờ, đâu cái gì? Cái này mà nó là cài vạt chéo mà. Ôi nhỏ, thôi nó lỡ rồi, lên. Đấy, bản này cho em Tiên nhá, vẫn đồng giá 200k nha. Chị yêu nào ưng thì chốt cho em là mã 322 cho em này. Và đáp chéo hiểu. Đấy, và đáp chéo cổ bẻ hai ve cho em. Ve là còn nhấn theo đối xứng hai bên, chứ không phải ve thường. Mã 322 nhá các chị nhá. Chính những cái điểm đấy. Nhấn này là nó mới tạo nên cái sự màu ghi cho em. Màu ghi. Em lên một em hàng hiệu nhá. Em bản này thì phải gọi tên chị Trân Huỳnh, vì chị Trân Huỳnh chỉ thích săn hiệu thôi. Một em Pia Cạc Đanh. Pia Cạc Đanh Paris. Một em hàng hiệu. Trời ơi, lụa ánh gấm cho em nhá. Lụa ánh gấm ạ. Pia Cạc Đanh Paris. 46, 48. Bản này từ 46, 48 cân thì tối đa 58, 59 cân này. Bản này em cũng sẽ để giá thật là yêu con này mới dã man luôn. Pia Cạc Đanh nhá mọi người nhá. Đấy, mang áo từ châu Âu với cả nội địa Nhật để bán cho khách 200 về hơn 200 nghìn là chị thấy sợ em chưa? Mà mới như thế này. Màu này thì quá xuất sắc rồi đúng không các chị? Cho em bản này ạ, giá cho em bản này là 300k mã 276 một em Pia Cạc Đanh. 300k mã 276. Đây mọi người nhìn cái phần tay để thấy rằng form nó có đẹp hay không này. Đó, hàng của nhà Vinci Class, đặc biệt là sơ mi ấy, các chị sang rất là nhiều bởi vì sao, họa tiết nó rất là đẹp, form dáng nó chuẩn. Và thứ hai là mọi người nhìn thấy từ cái ống tay đến cái khuy đúng không ạ, đến cái cầu vai cũng làm rất là tỉ mỉ. Em lên tiếp một bản họa tiết hoa màu xanh navy cho em nhá. Màu xanh navy nha các chị yêu. Đây nhá, cái cổ nó này, đây em sẽ như thế này cho chị nhìn này. Mọi người thấy không, nó sẽ dập laser cho em theo theo với dập laser này. Một bản hoa nhí từ 48 tối đa cho em là 58 cân. Cái này ngoài ra thì cái phần gấu của nó nhá các chị nhá, về nếu mà các chị thích mặc kiểu bo bo ở bên dưới thì mình cài hết vào cho em như này, nó sẽ kiểu có hơi có độ bo ở bên dưới như này nhá mọi người. Bản này thì từ 46, 48 tối đa là 58 cân, mã 101 ạ. Mã 101 em sơ vi. Các chị ơi, mọi người thích màu gì này, với cả mọi người mặc size bao nhiêu thì mọi người comment nhá. Đây em lên tiếp một em cực kỳ đẹp nhá. Bản này cho em cũng 46, 48 đến tối đa 58, 59 cân này. Vai của nó có rụng này. Hello Vân Lan. Vân Lan ơi, xong rồi áo sơ mi đi chị ơi. Áo sơ mi đi. Tí ơi. Em chào chị Tú Hảo. Đây, bản này cho em này đẹp chưa? Những cái em màu này nói chung là nhắm mắt cũng thấy đẹp đúng không các bác? Bản này em đọc sai rồi nhá, 200k mã 589 ạ. Mã 589 ạ, giá 200k, giá sale thì áp dụng trên live tại thời điểm này dành cho khách săn live. Mã 589 đấy mọi người nhìn. Chất lụa sỏ tay vào phát là phải thấy mát ngay ở trên da. Đấy gọi là lụa Nhật nhá các chị nhá. Không, cái đấy đừng beo vội. Cái đấy đừng sơ vin vội mà beo vào, đúng không? Cái vạt nó đẹp thế cơ mà. Đúng không? Đây cái beo chị để bên kia. Chị Hương Hoa ơi, mình phải xác nhận mã đầu thì mình mới xuất tiếp được các mã sau ạ. Hoa ơi, mình thoát livestream ra cho em nhá. Chị phải chuyển khoản 100% mã đầu để xác minh mình không phải là nick ảo thì mới chị mới chốt được các mã tiếp theo của em nhá. Mọi người ơi, cái bản này của em ý, nó sẽ là vạt như thế này này.
Đó, chị yêu nào thích kín đáo hơn một chút cho em thì về làm cho em, bấm cho em một cái khuy bấm vào đây, khâu cho em một cái khuy bấm vào đây thì nếu phần cổ nó sẽ kín hơn. Còn nếu không như chị nào thích thì mặc như kiểu em Tiên này, bằng một cái áo bra ở bên trong hoặc áo hai dây ở bên trong. Đó, cái này thì nó sẽ là lụa gấm cho em nhá. Đây mọi người nhìn cho em này, lụa gấm cho em này, pha gấm này, gấm nhẹ thôi. Đấy, cổ bẻ hai ve như thế này cho em. Đó, trời ơi quá đẹp luôn các chị ạ. Chị Ba bảo là chốt xong toàn cắt đi, chị sang 3 lần rồi không thể áo đâu. Bản này của em ạ, bản này của em từ 46 tối đa cho em là 58 cân các chị nhá. 46 tối đa là 58 cân. Cái cổ này thực sự nó rất là sang. Chị nào thích kín hơn một tí thì em nói rồi, về cài thêm một khuy bấm ở đây này. Đấy, đẹp lắm. Thường đi chả ai thích kín hơn tiền. Đấy, đúng rồi. Hoặc là nhá, về này có thể có hai cách mặc, một là sơ vin, hai là các chị đeo beo như em Tiên như thế này. Đó. Bản này như một cái blazer sơ mi. Đấy, đúng rồi. Bản này cho em sẽ có mã là 864. 864 cho em nhá. Nền của nó sẽ là một nền màu trắng. Đấy, mã 864 bản này, bên trong có cầu vai. Mới nhỏ vì nó là anh gấm. Ơi. Em mời mọi người thẩm bản này nhá. Đây là lý do tại sao bảo các chị ơi, khuy của hàng Nhật nó đẹp một cách dã man. Mọi người nhìn này, nhìn khuy này. Màu xanh, nó là màu xanh navy nhá. Nhưng mà cái dí vào hơi lóa. Đây mọi người nhìn từ cái khuy. Trời ơi mọi người có thấy không? Em muốn sâu từng cái khuy một cho các chị xem. Tám sáu bốn này, Ben Suzen. Mọi người ơi nè. Trời ơi, thật sự luôn. Để mà nói cái áo này là quý nhất cái hàng quy. Quy đẹp không kìa. Nó quá xuất sắc, không phải gì. Mà có 200 nghìn đúng không? Có lỗi với nhà sản xuất. Bản này cho em nhá. Em chào chị Uyên Phạm. Bản này cho em là 48 đến 58, 59 cân. Trời ơi, 200k đúng có lỗi với nhà sản xuất thật sự. 200k chắc không đủ tiền mua cái bộ quy này đúng không các chị? Mã 334 ạ. Mã 334 giúp em. Em lấy một bản cổ bèo nhá các chị nhá. Mọi người nhìn cho em này, cổ bèo này, phối chấm bi cho em. Mọi người có nhìn thấy cái họa tiết của nó hơi sọc sọc một tí không? Đây này, hơi sọc sọc này. Phối họa tiết sọc sọc như thế này, nó là cái những cái đường sọc đấy sẽ là ánh gấm nhẹ cho em mọi người nhá. Em cái này thề các chị luôn là nhìn trông nó kiểu lịch sự tinh tế luôn ấy mọi người. Mà nhìn nó dịu dàng nhá mọi người. Mọi người nhìn kiểu em mặc ở trông nó dịu dàng lên mấy phần không? Đấy. Màu này nhầm mã này cho em thì từ khoảng 46 tối đa là 58 cân bản này cho em nhá. Đấy, 46 tối đa là 58 cân, các chị nhìn cái phần rủ này, cái phần ly nó rủ này. Đấy, rất đẹp cho em. Chị nào ưng thì chốt cho em Tiên mã 914 ạ. Mã 914 bản này ạ. Eo ơi, màu của nó ở ngoài nó sẽ là màu be nhá các chị nhá. Màu be hồng cho em, hơi be ánh hồng. Các chị ơi tìm màu gì các chị comment lên để Tiên tìm nhá. Em liên tiếp một bản này, nó là một em hàng hiệu Pháp. Yeah, Style by chung là tiếng Pháp, nó có cái dấu sắc ở bên dưới này các chị. Chín một bốn thì chân Huỳnh, chị Mili sau. Chín một bốn là cái nào em? À cái tên đang mặc. Ui thế thì có một cái màu hồng đẹp cực kỳ ạ. Nó là kiểu cái cổ bá tước ấy. Ở cái sàm bên này này mới kính quang. Đây 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 bên này. Nó phải gọi là mới mới mách dã man luôn ấy. Chị đang định để phần cái đấy cho bà Thúy Linh. Màu hồng. Em cứ nhìn thấy là màu hồng thì em dở ra. Nó là cái cổ bá tước đẹp cực điệu. Không màu hồng các bạn. Sáng cũng còn thấy mắt sang phanh rồi. Màu hồng cái chỗ nào màu hồng dễ ra. Đấy, đúng rồi, mang cái đấy vào đây. Thấy luôn bảo màu hồng nó nhấc ra một cái màu kem các chị ạ. Nó dơ lên nhìn. Bản này cho em nhé mọi người ơi, từ 46, 48 đến tối đa 58 cân. Bản này các chị mặc được hai kiểu hộ em. Một em hàng hiệu Pháp, siêu phẩm. Trời ơi, các chị ơi. Các chị ơi. Đến cái khuy của nó này. Em sâu này mọi người có thấy cái chữ ở đây không? Nó cũng dập cái logo hãng ở khuy luôn. Này mọi người nhìn này. Mọi người thấy cái chữ mờ mờ tay em ly chỉ không? Cái khuy của nó dập logo hãng luôn nhá mọi người nhá. Xuất sắc chưa? Siêu phẩm họa tiết xích. Mọi người thích thì mọi người cởi thoáng cổ ra nhá mọi người nhá. Em cài tượng trưng thôi. Rồi đẹp quá. Một em hàng hiệu Pháp. Lại còn họa tiết xích siêu phẩm. Trong tác đang là 1.400.000. Bản này em sẽ lưu còn 1.050.000 mã 253, giá sale chỉ áp dụng trên live tại thời điểm này dành cho khách săn live. Mã ơi đọc mã chưa em? Chị đọc mã chưa? Ừ. Mã 253. 1.050. Trên tag đang là 1.400.000 đấy, 1.400.000 này. Lại còn hàng hiệu Pháp. Khuy nó còn dập cái tên hãng của nó còn dập ở trong khuy. Trời ơi. Đây quá tiếp theo em Tiên nhá. Đây các chị ơi, đây cái bản màu hồng đây. Nó cũng là lụa gấm cho em này. Mọi người nhìn họa tiết hoa nhá, nó có một cái họa tiết hoa gấm ở đây này.
Đây là phối là họa tiết hoa gấm. Đấy. Phản này của em nhá, cổ của nó sẽ như thế này cho em này. Đấy mọi người thấy không? Nhún beo, nhún eo, nhún ly cho em. Anh nói thật với cả các chị là cái này em định để phần mụ Thùy Linh. Bởi vì mụ Thùy Linh là chuyên gia là thích chơi cái cổ như thế này, nhưng mà vì thấy chị Trân Huỳnh thích chốt cái điệu nên em lại dở ra. Đấy, thì bản này cho em này từ 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 48 tối đa là 58 cân bản này cho em nhá. Chị yêu nào ưng thì chốt cho em mã 74. Mã 74 các chị ạ, em thề cái màu ở ngoài nó đẹp lắm ý. Mã 74 cho em nó là hồng cam các chị nhá. Hồng cam cho em mà nó mới lắm. Ánh gấm hình bông hoa hẳn hoi. Đấy, mã 74 không? Cho em nhá các chị nhá. 200 nghìn đúng là không đủ tiền mua mảnh vải. Đây lại còn lụa gấm. Các chị cứ thử ra cái một bất cứ một ai sẽ sâu cái tag quên. Em lên bản này siêu phẩm nhá, nhưng bản này em xin phép được sâu tag cho mọi người vì con này đẹp lắm. Tác hiệu này. Các chị ơi muốn tìm màu gì thì mọi người comment nhé. Có tông xanh, tông đỏ, tông tím, tông vàng, tông trắng. Rất nhiều các loại tông. Bản này thì có thể mặc được lên thành dáng váy. Bởi vì mọi người thấy em ly 1m63, 62. Em mặc trùm mông. Các chị có thể thắt một cái beo vào. Tùy cách make của mỗi người. Ở cái beo đâu tên nhỉ? Hoặc là sơ vin. Bản này cho em size S thì vui lòng không chốt ạ. Bản này từ 48 đến tối đa 60 cân nhé. Các chị ơi, lãi chưa? Mua một đợt hai. Mua một đợt hai nghĩa là bình thường có thể mặc thành một cái áo sơ mi để cắm thùng vào, hai là mình có thể mặc được lên thành một cái sơ mi dáng váy. Size S thì vui lòng không chốt em sâu sát cam để mọi người thấy nó đẹp một cách dã man. Nhìn cho em phần cổ nữa này. Không có cái thứ hai trên bản đồ Việt Nam nhé mọi người nhá. Bản này cho em ạ, giá cho em bản này là 1.100.000. Trong tác đang là 1.400.000, em cũng để bản này là 1.100.000, mã 281. Mã 281, chất liệu lụa Nhật. Mã 281 ạ, chất liệu lụa Nhật. Ôi, không có cái thứ hai trên bản đồ Việt Nam luôn nhé các bác. 74 trà mi. Thế là đủ biết hiếm rồi đúng không các chị? Mọi người ơi, em nhìn thấy còn say đắm. Em lên tiếp một bản nữa này, nó là von lụa cho em nhá các chị nhá. Bản này của em trước là em sẽ không sơ vin để cho các chị nhìn được cái đường ly ở bên dưới eo cho em. Ok, đây đây rồi. Chị nào mà thích ít điệu nhá, về lại đeo eo cho em, mọi người nhìn ở dưới này. Nó có xếp ly và có nhấn eo nhá các chị nhá. Đấy, mình đeo như thế này cho em Tiên này. Không thích thì lại bỏ ra và sơ vin như em Tiên hay mặc. Đó, mọi người thấy không? Có hai kiểu. Chuyện Ben Suzen thì trả mi sau. Cái cổ mặc xong rồi ạ. Ben Suzen này ngủ ngon nhá, chị yêu nhá. Cái cổ này thì về các chị thắt lại nơ nhá, vì em Tiên thắt nơ xấu quá. Đấy. Bản này cho em này 46 48 tối đa là 58 cân cho em nhá. 46 48 tối đa là 58 cân, mã 543. Trời ơi, đấy. Tiên quay đằng sau, Tiên quay đằng sau. Mã 543 cho em. Thẳng cái lưng này. Đấy, mọi người nhìn thấy đằng sau ly nhấn này. Và nói chung là hàng Nhật các chị thấy rằng đẹp nhất rồi. Cứ ly nhấn ở đâu là đẹp ở đấy. Mã 53 543. Mã 543 là 200k em ly lên tiếp bản này. 543. Chị Suzen ăn mì gói ngủ. Đây ạ, bản này là một em lụa ánh gấm ạ. Lụa ánh gấm ở cái bản này nhá, là cái phần cổ của nó có thể mặc hai kiểu. Một là mọi người bẻ ra, hai là cài vào nó sẽ lên cái gu cổ điển. Giống cái bản trắng lúc nãy. Và cái cổ lên gu cổ điển này chỉ săn ở trong sơ mi vi Nhật mới có. Đấy là điều em đi khẳng định. Mọi người ơi, thích săn họa tiết tông màu gì mọi người comment để em Tiên tìm nhá. 200k cho em bản này, 46 cân đến tối đa 55, 58 cân. Đó, quay ngang để mọi người ngắm cái cổ. Mã 145. Mã cho em bản này là 145 ạ. Mã 145. Mọi người ơi, em lên tiếp một bản màu hồng. Hồng phấn ạ. Em thấy các chị cứ tìm mấy cái bản điệu điệu. Em lại cứ lấy mấy cái điệu điệu ra. Cô này đẹp nhỉ, cổ của nó là cổ. Có phải cổ layer 2 lớp không? Ôi, tưởng layer 2 lớp mà không phải. À không phải. Chồng, à nó khâu rồi. Đây các chị nhá, đây cổ của em, đem sâu cho các chị xem. Cổ nó uốn lượn. Đây, mọi người thấy không? Đó. Bản này cho em này, bản này cho em nhá. 48 tối đa là 58 cân các chị ạ. 48 tối đa là 58 cân cho em, chất liệu của nó sẽ là lụa. Lụa mềm cho em nhá. Đấy, chị yêu nào ưng thì chốt cho em Tiên mã này của em là 258. Mã 258 bản này, đem mình sang ra màu chuẩn của nó đây. Đấy, các chị thấy cho nó ánh hồng nhá. Kiểu màu hồng nút đi các chị. Màu hồng nút nhá. Mã 258 bản này.
Bây giờ nhá, mọi người thích lên màu gì? À, tông tối hay tông sáng? À, hoa hay là kiểu họa tiết kiểu ấy thì để em lên cho. 145 ấy chị, be su gen. Rồi ôi, bác be su gen. Chị Hiếu Nghĩa bảo cho mình xem lại áo họa tiết khoảng 60 cân, cao 1m63. Vâng ạ, 60 cân cao 1m63, chị mặc size L nhá. Em lên bản này. Đây ạ. Gọi là kinh điển, nghệ thuật kinh điển nó nằm ở đây. Đúng không các bác? Mọi người nhìn của em. Đặc biệt nếu không phải hàng hiệu không bao giờ lên được những cái điểm cổ như thế này, đúng không các bác? Bản này cho em vai có dựng nhá. Đằng sau này có khuy này. Mọi người nhìn của em. 48 đến 58, 59 cân cho em bản này. Đây, nhưng cái bản này bán 200k thì nó phải gọi là quá dã man. Và thật sự là những chị khách hàng mà phải có những cái gu thẩm thật là tinh tế thì nhìn bản này phát vào mắt ngay, em khẳng định, bởi vì đây là một cái gu cổ điển. Đó. 46, 48 đến 58, 59 cân. Mã 952. Mã 952. Em gọi tên những chị mà thích cái gu cổ điển, mọi người đừng bỏ qua bản này vì nó hiếm một cách gọi là kinh khủng. Em lên tiếp một bản tông màu xanh này. Tông màu xanh cho em nhé, mọi người nhìn này, họa tiết này. Đấy, có cả họa tiết giọt lệ đấy mọi người. Giọt lệ xoắn pali ấy. Đó. 48 tối đa cho em là 58 cân nhá các chị nhá. Tay lỗ này, tay lửng chứ tay lửng lửng này. Đấy, xong nó hơi phồng ở tay cho em. Đấy, 48 tối đa là 58 cân bản này. Chị yêu nào ưng chốt cho em mã 213. Mã 213 bản này em tên mặc nhá. Đây, cái màu size em đứng nó là màu chuẩn này. Đứng gần nó hơi loáng một tí các chị ạ. Đó, màu size này mới là màu chuẩn nhá. Đây ạ, à, em đi lên tiếp bản này một em siêu phẩm này. Vai có dựng nhá. Bản này siêu phẩm này, vai có dựng. Bản này cho em ạ. Dành cho các chị từ 46, 48 cân thì tối đa 58, 59 cân. Mã cho em bản này là 029. Giá cho em bản này là một trong tác là 1,2 triệu. Em sẽ như bản này còn 950 cho mọi người thưởng thức. Giá sale chỉ áp dụng trên line tại thời điểm này dành cho khách săn line. Đây là một trong những cái sự tuyệt vời không hề nhẹ. Các chị nhìn tông màu, họa tiết đều thấy nó luôn luôn là nổi bật. Đó. Chị Hương, có bà Hương không nhỉ? Có bà Hương Nguyễn trong line, có chị Hương Nguyễn trong line không? Chị ơi, size này nhỉ? Vừa chị mặc được đây. Mã 209. Xuất sắc chưa? Mọi người nhìn hộ em. 952 của chị Trà Đặng. Bảo làm sao mà đến bây giờ ở Trung Quốc cũng bắt đầu là có hiện tượng may nhái lại cái hàng sơ mi vi Nhật của bọn em. Mà tại sao lại phải may nhái? Bởi vì nó quá đẹp thì người ta mới may nhái, đúng không chị? Còn tại Vinsplash, mọi người săn sơ mi em đi cam kết bán hàng chuẩn. Nếu mọi người về check ra hàng Quảng Châu dây số đại trà báo lại, em gọi là đền tiền mọi người và hoàn tiền mọi người cũng để cam kết cho mọi người là mọi người mua hàng chuẩn Nhật. Mọi người ơi, em lên một bản cộc tay cho các chị lụa đây này. Cộc tay nhá, mọi người, bản này của em thì nó sẽ là chất liệu von lụa phối này, màu này, màu sắc rực rỡ cho em. Đấy, về chị nào thích thì cài khuy kín thì cài kín lên như thế này. Không thích thì bẻ cổ ra thành cổ bẻ hai ve như em tiên đang mặc. Một bản cộc tay. Bản này cho em tiên thì từ 50 tối đa cho em là 63 cân. 50 tối đa là 63 cân cho em nhé. Chị nào vừa hỏi size L, chị nào hỏi size L mặc vừa. Đấy, 50 tối đa là 63 cân bản này này. Bản này cho em có mã là 323 cho em nhé. Mã 323, một bản cộc tay chất liệu von lụa. Đó, phối màu nổi không các chị? Đẹp nhá. Cực kỳ nổi luôn, mọi người thấy không? Đấy. Bản này tiếp tục nhá mọi người nhá. Một em màu trắng vai dựng chất liệu lụa. Bản này cho em từ 48 đến 58 cân. Nó có sẵn cái cài ở đây. Mã cho em bản này là 233. Mã 233 vai có dựng. Chị nào thích trắng lụa thì để ý hộ em bản này. Mã 233 vai có dựng. Đây, điệu đây. Mời các chị thẩm bản này, điệu này. Bản này cho em dành cho các chị size SM nhỏ nhá. SM nhỏ 45 đến 55 cân. 45 đến 55 cân. Ôi cái này phải gặp Miko, thì Miko thích tông xanh. Đây ạ. Tay phồng cho em. 56 cân cũng được. 200k mã 282. 200k mã cho em bản được xuống là 282. Mã 282. Mọi người 323 chị Ngọc Mai Lê, chị Hiếu Nguyễn sau, chị Huỳnh Dung sau ạ. À này, em lên một em hàng hiệu Pháp. Mọi người ai nhận cái áo này thì mọi người thẩm thật kỹ cho em nhá. Nó là tông màu xanh pastel. Hàng hiệu Pháp, mọi người nhìn cho em này. Cổ dập laser đối xứng hai bên. Đây, tác hiệu Pháp, mọi người sâu tác cho mọi người thẩm này. Một em chất liệu lụa bản này thì nói chung là chỉ thiếu cái tác bắn vào thôi. Nó phải dùng từ kính cong luôn. 48 đến 58, 59 cân. Thật sự luôn mọi người, nó thể hiện một cái sự tinh tế.
Đây các bác này, quá xuất sắc. 200k cho em bản này, mã 426. Mã 426 cho em bản này ạ. Mọi người thấy không, khi sơ vi lên thì nó sẽ nổi bật toàn bộ cái phần cổ này. 282 chất Mesuzen 426. Em lấy một bản tông màu tím này, các chị nhìn cho em. À, ok, đây nhá các chị nhá, mọi người nhìn cho em hoa tím này, cái cổ nhá, cái dây này chị nào về gọi là các chị nào khéo tay buộc như thế nào thì các chị buộc cho em, hoặc là buộc nơ như em Tiên buộc cũng được nhá. Đấy, một bản chất liệu lụa cho em ạ, từ 46 tối đa cho em là 58 cân. Bốn mươi sáu tối đa là 58 cân cho em nhá. Thế hôm em không biết buộc ấy, chắc thôi chắc là buộc như thế này đi. À chắc là đây nó là buộc như thế này các chị ạ, em nói đùa. 46 tối đa là 58 cân cho em tiên bản này. Hoa tím các chị ạ, nổi lắm. Mã 923. Đấy, mã 923 cho em tiên nhá các chị nhá. Mã 923 cho em. Xinh ghê luôn ấy. À mà các chị ơi thử dụ ấy, các chị để phanh như thế này cũng đẹp này. Cái dây ấy, thấy không? Đâu xem nào. Đâu, bên Suzen chị đợi nhá, đem lên. Ôi dồi ôi, đẹp quá, màu đỏ. Hai con này là siêu phẩm. Còn có một con kính. Đây nào, bác Bê Suzen đâu. Em lên một bản màu, đây màu nâu trước đi. Ừ, em cứ mặc để cho chị lên cái màu nâu trước đi chị. Vai có dựng nhá, cổ đi viền nhá. Ôi, mọi người nghĩ xem, 200 ngàn. Quá rẻ. Chị Phương Thảo áo trắng 65 cân có không chị? Có 65 cân cao 1m bao nhiêu chị ơi? 65 cân cao 1m bao nhiêu? Phương Thảo comment luôn để em hỗ trợ này. Ôi cái cổ này, cổ nhấn viền này. Ôi hello chị yêu, em chào chị Thúy Dương Hoàng. Em chào chị Thúy Dương Hoàng. Hề nhô à nhô ha CEO chị. Vừa thấy Vân ăn đỗ bây giờ lại thấy bác Thúy Dương Hoàng. Đây ạ, vai dựng cho em này. Như này bảo không sang là em chịu luôn, thật sự này. Bạn này 46, 48 đến 58, 59 cân. Em cho 1m6. 1m6 bao nhiêu cân nhỉ? Em ơi 1m6 bao nhiêu cân, đọc lại chị. Mã 976 giá 200k. Cái beo đâu chị? Đây. Đây chị Bê Suzen 1m6 nặng 65 cân. 65 cân 1m6 đây, em tìm cho chị xay. Chị yêu Bê Suzen nhá. 1m6 chị Thùy Phùng My. Bản này của em nó sẽ là tông màu nâu tây. Bác nhìn cho em này, họa tiết xích này. Mọi người thấy không? Chị Bê Suzen thấy không? Bản này thì nó dài từ này cho em. Em chưa cài hết cái bên dưới nhá chị nhá. Đấy. Bản này cho em tiên đi từ 40, không bản này phải từ 50. 50 tối đa cho em là 60 cân. Đấy, 50 tối đa là 60 cân. 1.200k mã 243. Trong tag nào là 1.200. Trong tag em tiên đọc là 1.200. Bản này em cũng lưu cho mọi người còn 1 triệu mã 243. 1 triệu mã 243 bản này nhá. Trong tag là 1.200 đấy. Đây màu chuẩn đây. Đấy, nó là màu nâu. Nâu màu tây. Màu nâu tây các chị ạ. Với họa tiết xích. Xích cho em này. Đấy, một chị có bảo nó như là 1 triệu gì đâu. 1 triệu 2 thì deal còn 1 triệu. 1 triệu 243. 1 triệu mã 243. Đây ạ, em đi dơ cái này nhá. Dành cho những chị nào mà thích một cái sự đặc biệt nhá. Cái phần cổ của nó khi các chị mặc lên là nó sẽ như này này. Được chưa? Và khuy cài, khuy toàn bộ cài xanh. Không dài nhá, không dài đâu ạ. Tí yêu ạ, không hề dài. Và cũng không có để mà có dài như thế. Chị cứ yên tâm đi đây ạ. Bản này là 46 cân đến tối đa 58 cân. Cổ cho em này. Đó, chất liệu lụa. 200k mã 623. Màu trắng á, màu trắng mà size L em có cái nào không nhỉ? Đây. Ôi. Ôi. Không chịu nổi. Đấy, cổ dập ra dây. Này. Thêu. 200 ngàn nó phải là quá, nó có lỗi với nhà sản xuất không các chị? Khuy bọc cổ dập laser. Bản này cho em nhá, bản này nhá, em nói luôn là có chấm một chấm bẩn ở đằng sau tay về các chị tự xử lý hộ em nhá. Mọi người nhìn cho em này. Ôi đất ơi. Bản này cho em từ 48 đến tối đa 60 cân. Đó, 200k. Chị các chị ơi tranh thủ mà chốt cái bản này không là phí lắm. Mã 160, mọi người nhìn này. Em chả cần phải tư vấn nữa, mọi người nhìn những dập laser để tinh tế như thế nào, chất liệu lụa. 623 chị Trang Lê. Ơ hello Trang Lê. Hello chị yêu. Mã 160. Trang Lê ơi, con đấy thì nói chung là cả Việt Nam này chắc chỉ có chị có thôi chị ơi. Đây nhá mọi người, bài này của em này, cổ bể hai ve nhá chị nhá. Đấy, cổ bể hai ve cho em tiên này. Chất liệu von lụa cho em. Cổ bể hai ve các chị thấy hiếm không? Cổ bể hai ve, túi ngực hai bên, mặc có 25 không hết mốt.
Bởi vì sao? Riêng cái cổ bé hai ve thú ngực hai bên này có từ những năm thập niên 70, 80 và 90. Tại sao đến tận bây giờ mặc lên nó vẫn đẹp đúng không ạ? Thì có nghĩa là cái gu thời trang này nó trường tồn với thời gian. Bản này cho em tiên từ 48 tối đa là 60 cân nhá các chị nhá. 48 tối đa 60 cân cho em này. Em thấy ghi bán bản này 200 nghìn. Trang Lê bảo là chị biết bản đi. Một áo thôi thì Phương Thảo ạ. Phương Thảo ơi, mình có đơn rồi, mình không cần phải lên số điện thoại đâu ạ. Bản này trên tang là 350. Bây giờ là còn 200k thôi, các chị chốt lẹ cho em. Mã 315. Thật nhanh lên không chị đổi ý. Đúng rồi. Với cả sau khi kết thúc cái livestream này là mọi thứ nó về với giá ban đầu. Đấy, các chị chỉ thốt chốt trên live thì mới được giá 200k thôi. Này mọi người ơi, sơ mi nhà em này. Đấy, sâu cả bên trong để mọi người nhìn này. Khuy phụ thay thế bên trong phần tang này. Bản này chất liệu lụa nha, chị nào thích họa tiết em đi mời bản này để ý giúp em. 46, 48 đến tối đa 58 cân. Chị em mình tăng tốc lên chứ không là cái buôn chuyện là chính này. Toàn thấy buôn chuyện thôi. 46, 48 đến 58 cân, 200k mã 493. 200k mã 493. Những cái bầu này thì mặc khỏi phải bàn là có sáng hay không, có rực rỡ hay không đúng không các bác? Các bác ơi, em lên một cái bản nhá. Cái này nhá, nó sẽ là kiểu đây. Em 315 chị Ngọc Mai Lê. Đây, em, đây cái bảng này. Cái bảng vào như này xong cắm thùng vào chị. Em có quy ở đâu chị? Không có quy, chéo vào xong rồi cắm thùng, con gì quy ạ? Lên bảng này siêu phẩm nha. Nào bảng này ai nhỏ pen su đen có dám chốt em gọi là rực rỡ này không? Xích siêu phẩm. Chị yêu chuẩn bị chuyển sang cái số đi, chuyển sang số đi. Em cứ lên cái này trước nhá. Các chị ơi, cái này của em nó là vạt chéo. Vạt chéo nhưng mà về các chị đính cho em một cái khuy bấm lên tại vì nó không có khuy đâu các chị ạ. Đây là em sơ vin vào thì em cài vào xuống dưới cái áo nhầm cái cặp quần của em thôi. Mà đây, màu của nó sẽ là màu vàng này, màu vàng xanh cho em nhá. Họa tiết beo báo. Họa tiết beo, beo báo cho em. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này các chị yêu ạ. 46, 48 tối đa là 58 cân cho em nhá. Đấy, về các chị làm cho em cái khuy bấm ở đằng dưới này, cài vạt chéo cho em. Chị nào ưu thì chốt cho em mã 453 bản này. 453 cho em nhá. Đó, mã 453. Ôi xinh. Đấy, nổi lắm chị. Áo trắng, áo xanh trắng của Tiên mới xuống mã gì ạ? À? Áo xanh trắng. Áo xanh trắng nào nhỉ? Trời ơi. Em biết cái gì ta? À đi chốt, có người chốt rồi. Xanh trắng là cái nào ấy nhỉ? Ừ, có làm gì? Em có xanh trắng ở đâu nhỉ? À. Cái đấy có người chốt rồi. Cái đấy có người chốt rồi ạ. Cái đấy ai chốt đấy? Cái này có người chốt rồi nha. 1m63 mặc che hết cả gấu quần nhá, chùm mông nhá mọi người nhá. Được chưa? Bạn này vai dựng tay nhấn phồng cho em này. Mọi người nhìn vào em này, tay nhấn phồng này, vai dựng này. Họa tiết siêu phẩm này. Đó, bản này cho em free size từ 48 đến tối đa 60 cân. Nếu chị nào trên 60 cân cho em xin chốt xin chiều cao em tư vấn cho các chị. Chị Trang Lê mã 315, em hết mất rồi ạ. Ui trời ơi, đẹp quá. Bản này trong tác đang là 1.400.000 đây các chị nhìn của em này. Em sẽ deal nhá. Sâu các máy luôn. Đó. Trong tác đang là 1.400.000 bản này em chỉ deal được nhẹ nhàng thôi. Còn 1.200.000 mã 258. Bản này là hết giá. Thật sự luôn bán một cái áo siêu phẩm với giá này. Em khẳng định luôn là nhà viên sketch trong livestream lúc nào cũng có khách chốt về bán vẫn có lời. Đấy là một điều em dám khẳng định với các chị. Kể cả gen, kể cả concept. Mã cho em bản này là 258. Ôi, sao nó đẹp đẹp từ bất bình thường đúng không chị? Này. Cổ cho em này. Đó. Mã 258 giúp em. Em tiên lên tiếp một bản họa tiết hoa này. Họa tiết hoa cho em nhá các chị nhìn này. Đó mọi người, bản này cho em tiên thì từ nó hơi nhỏ một tí thì các chị đã khoảng tầm từ 45 tối đa cho em là 56 cân nhá các chị nhá. 45 tối đa là 56 cân cho em ạ. Đây này, rổ nó phối hoa màu này. Các chị thấy không? 45 tối đa là 56 cân bản này cho em nhá. Mã 270 các chị ạ. Mã 270 bản em tiên đang mặc nha các chị ơi. Chị yêu nào ưng thì chốt cho em mã 270 ạ. Em lên tiếp mẫu nha mọi người nhá. Em chị đi sẽ cố gắng qua mẫu nha. Đây, đây chị lên rồi nè. Em lên một bản này họa tiết tông xanh đó. Họa tiết tông xanh cổ bẻ hai ve. Bản này cho em ạ.
cổ 72V, vai có dựng trên bản này, họa tiết tông xanh dành cho các chị size M từ 48. Em chào chị An Hàng, An Hàng Ngô, hello chị yêu. Bản này cho em từ 48 ạ, đến tối đa 58, 59 cân, 60 cân cũng vừa nhá. Một em họa tiết tông xanh cổ 72V, 200k cho em bản này. Úi dồi ôi, nó bán hai bên này, sợ không? 200k cho em bản này ạ, mã 159. Bắn tác hai bên, mã 159 ạ. Em lên tiếp một bản cục tay này, cục tay lửng đi. Nó là lơ lỡ như này này các chị này. Chất liệu von lụa nhá mọi người. Mọi người nhìn cho em phối màu nhá, điểm nhấn là ở đâu? Là ở cổ và cái đường khuy cài như thế này cho em. Màu này nó sẽ là tông màu kiểu nâu đỏ. Nâu đỏ đất cho em nhá. 46, 48, tối đa là 58 cân cho em này. Mã 683. Các chị chốt cho em mã 683 nếu ưng bản này nha các chị yêu. Một bản chất liệu von lụa tay lửng. Đó. Mã 683. Đây là em đi mời các chị một em đặc biệt nữa nhá mọi người, nhìn hộ em phần cổ này. Đó xuất sắc đúng không? Khuy cài sau lưng. Bản này cho em 46 48 đến 58 cân, 200k cho em bản này. Gu cổ điển cho em đi ạ. Mã 556 chất liệu lụa. Mọi người ơi, những cái em cổ như này mời các chị nào chơi cái gu tinh tế nhá. Tinh tế cao. Mã 556. Các chị ơi, em lên tiếp một mẫu cài vạt đáp chéo nhá mọi người nhá. Cài vạt chéo cho em này. Đây, cái này của nó sẽ có kim băng ở bên trong của các chị cài luôn ý. Đây, vạt của nó sẽ như thế này cho em. Mọi người thấy không? Đấy, vạt chéo nhá. Đây, mọi người thấy. Quá đẹp luôn. Nó là phối kiểu tông đỏ với xanh này. Đỏ xanh nhá. Bên trong có cầu dựng vai cho em. Cầu vai cho em. Chị nào thích là về đeo cái beo vào phần eo như này nhá. Đấy, 46, 48 tối đa là 58 cân bản này. 46, 48 tối đa là 58 cân cho em nhá. Đây chị nào thích để về đeo beo như thế này này. Chị Sophia này, chị Phương Thảo này, chị Dưỡng Nguyễn Dương. Mã 391 ạ. Các chị ơi, mọi người thích kiểu gì thì mọi người comment nhá. Chị Hoa Kim nữa này. Mã 391 cho em nhá. Eo ơi, mọi người cái vạt đáp chéo này thường nó rất là sang luôn ý các chị. Ở bên trong ý, đây này, ở bên trong này này, nó có hai cái kim băng cho các chị cài. Đấy. Đó, mã 361. À nhầm, 391 ạ. Mã 391 nhá các chị nhá. Bản này của em nó bị cái khuy nó bị vỡ thì em thay cho các chị nhá. Cái khuy xà cừ nó bị vỡ thì em thay cho mọi người. Nhưng màu này rất là đẹp đấy. Bản này cho em mặc luôn. Bản này cho em ạ, từ 48 đến tối đa 58 59 cân. Đây ạ, 48 đến tối đa 58 59 cân, chất liệu lụa thì em thay cho mọi người cái khuy này. 200k, mã cho em là 720. Chị nào thích săn lụa hai da thì để ý bản này. Lụa hai da là một trong những sản phẩm mà có giá mua mới rất là cao. Nếu chị nào trong khu vực Sài Gòn thì chị có thể vào siêu thị Takashimaya để thẩm những bản lụa hai da có giá mua mới khoảng 10 đến 12 triệu một em cơ. Đấy mọi người, săn trong line này 200.000 mà nó mới kinh khủng luôn. Mọi người ơi, em lên một bản siêu phẩm nhá các chị nhá. Em lên bản này của em, nó là bản siêu phẩm các chị ạ. Màu vàng này. Đó, siêu phẩm nhẹ nhàng thôi. Một bản lụa. Chị nào từ tầm 45 tối đa cho em là 57 cân, 45 tối đa là 57 cân. Bản siêu phẩm này sẽ có giá là 300k, mã 99 các chị ạ. 300k, mã 99 bản này nhá các chị nhá. 45 tối đa 57 cân cho em. Đấy, tông màu vàng, quá đẹp luôn. Ủa, nhìn cho em này, họa tiết này. Đấy, thuyền nhá các chị nhá. Này, đó. 556 chị Mỹ Anh. Nhưng mà em size S nhá, 45 đến 55 cân. Mọi người ơi, cái cổ của nó này, đó và khuy này, chất liệu lụa cho em bản này. 45 thì 55 cân cho em bản này nhá. Chất liệu lụa 200k cho em bản này, mã là 188. Mã 188. Đây này, em ơi, em lên cái này đen dài này cho Ben Suzy này. Đen dài đó, 200k đó. Mã 91 của chị Đặng Ánh. Chị yêu ưng thì chốt cho em mã này nhá. Nó là một bản màu đen này, đen dài, em cài khuy đến đây thôi. Về chị tự cài nốt cho em. Từ 48 tối đa cho em tiên là 60 cân nhá các chị nhá. Không, 58 cân thôi. 48 tối đa là 58 cân bản này cho em này. Chất liệu von lụa, một bản chất liệu von lụa nhá các chị nhá. Đấy, dài của nó đến đây. Đó, màu đen. Màu đen họa tiết hoa. Bản này cho em sẽ có mã là 917 ạ. Mã 917 cho em tiên bản này. Đây, chất liệu này, von lụa này, họa tiết hoa cho em. Đó, mọi người thấy không? Mã 917.
Mã 917 ạ. Em chào chị Thanh Thủy, chị Kim Dung. Mọi người em lên bản này một em họa tiết đối xứng nhá. Một em họa tiết đối xứng giúp em này. Chất liệu lụa, mối kính cong luôn. Cao quá. Vào bị tối. Bản này cho em dành cho các chị từ 48 đến 58, 60 cân. Đây ạ, các chị thích thì beo vào hộ em nhá mọi người nhá. Bản này cho em ạ, giá cho em bản này là 850k, mã 846. Mã 846 chất liệu lụa Nhật. Họa tiết đối xứng. Giá 850k. Đây, đối xứng thì nó quá hiếm đúng không các bác? Người nhìn nó em. Họa tiết đối xứng nhá, chất liệu lụa mã 846. Các chị ơi, em lên tiếp một bản hoa nhí trên nền xanh min kiểu xanh dương. 97 viện Pesuzen. Đây ạ. Trời ơi. Xuất sắc cái cổ cho em đi các chị. Các bác nhìn cái cổ của em này, nó có duy nhất một chiếc khuy điểm nhấn ở đây. Các chị thấy không? Cổ sen nhá các chị nhá. Đấy, họa tiết hoa nhí màu trắng trên nền xanh. Bản này cho em tiên bên trong có cầu vai nhẹ này. Có cầu vai nhẹ dựng vai cho em này. 46, tối đa cho em là 57 cân bản này nhá. Đấy, đứng xa ra màu chuẩn đây. 46, tối đa là 57 cân bản này cho em tiên này. Eo ơi, cái hoa này nó trông nó xinh. Các chị màu ở ngoài nhìn nó mát mắt mà nhìn nó đẹp lắm. Các chị phải nhìn ở ngoài thẩm màu cho em cơ. Đấy, các chị yêu nào ưng thì chốt lên mã này nhá. Eo ơi, quá xinh luôn ý. Nào để em lên tiếp ba. Đây đi. Em lên màu đây, 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 lên cái tay cũng che dấu quần. Mọi người ơi, em lên tiếp một bản dấu quần nhá. Bạn Leo này. Để cho chị đợi em một chút xíu. Em ơi, bản này đẹp lắm luôn. Lắm 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 lắm. Vạt của nó là vạt Leo các chị nhá. Đây để em tiên sẽ chỉ cho các chị thấy. Họa tiết thì nó kiểu họa tiết da beo, da báo. Đây. Bên trong mọi người đã mặc beo báo thì lên mặc hiệu. Mặc hiệu thì nó sẽ khôn cái áo. Còn nếu mặc beo báo mà mặc hàng Hot Girl với cả hàng Quảng Châu sai số đại trai nhìn nó dại lắm đúng không các đấy, chị? Thấy cái vạt không? Đấy. Beo báo chị đẹp cực luôn. Bản này giấu quần. Bản này cũng giấu quần cho em này, tông trời màu vàng ơi. Đen. Em dã man luôn. Họa tiết ra đấy, họa tiết beo báo. Văn lụa nhá các chị nhá. Đây là chưa ấy, tay không dài đâu nhá, mà bởi vì là chưa cài vào thì nó tụt xuống, còn cài vào thì nó đấy. Đấy. Nó là có độ phồng ấy các chị. Nó có độ phồng. Đó. Mã này cho em sẽ là mã 65 nhá các chị nhá. Mã 65 cho em. Ôi này, nguyên giá này. Ôi trời ơi, cần tiền. Dọn sơ lên để cho các chị biết. Chị có nhìn cho em. Giá 500k. Đấy. Giá 500k của em nguyên giá nhá. Đây là sale còn số 200 cho các chị. Vội ngay cho em. Đấy, mã 65 nhá các chị yêu. 65 cho em. Đó. Kiểu ai đấy? Ơ, Hoài Anh về ấy đâu nhỉ? Em lên bản này họa tiết nhá. Chào chị ạ. Xin chào ạ. Vâng ạ, chị vào chị xem đi ạ. Đây ạ. Bản này nhá, mọi người nhìn cho em màu. 65 cho em Pesuzen ạ, chị Mỹ Anh sau. Em ơi, Pesuzen này săn cái lãi quá luôn đấy. Chết trong tát đang là trong tát là 500 nghìn con tiên nó rơi lên, nó còn giật cả mình luôn. Bản này cho em, dành cho các chị từ 46, 48 đến 58, 59. Các chị ơi, chị tìm gì ạ? Vâng ạ, chị cứ chủ động nhìn xem của em nhá. Bản này cho em ạ, mã cho em bản này là 102. Màu đẹp quá luôn. Mã 102. Mã cho em bản này là 102 ạ. 46, 48 đến 58 cân. Đây, họa tiết đây. Lụa Nhật. Mọi người ơi, em lên cho các chị một bản lụa màu hồng tím nhá các chị nhá. Hồng tím gọi là kiểu tông pastel cho em đi. Đấy. Em mê da beo. À, ảnh gửi beo. Yeah. Còn thấy còn một con beo nữa nhưng mình không được dài như bản này của em đó các chị nhìn này, họa tiết của nó này đó, tông màu kiểu pastel một tí các chị nhá. 46 48 tối đa cho em là 58 cân bản này. 46 48 tối đa là 58 cân cho em tiên đi. Eo rất rất đẹp luôn, cái tông màu hồng này đẹp lắm ấy các chị. Chị nào ưng thì chốt cho em mã 642, mã 642 cho em nhé. Để em đứng xa các chị nhìn này đấy, chuẩn màu cho chuẩn màu luôn các chị nhìn, chuẩn đây là chuẩn màu cho em mã 642. Đó, sao? Không, làm gì đâu. Đây, chị đang chọn đồ cho em nè. Em lên cái này nè. 720 cái gì là chi ạ? Da beo kiểu Pesuze thôi. Đây, em lên con này cho vào Pesuze cho bà hiểu. Ôi, dã man, xuất sắc. Chị ơi, em cho chị ám ảnh luôn này. Em bảo chị chốt hàng nhà em, có khi về bán vẫn có like đấy. Bảo là cho bác Pesuze, bác ám ảnh một đời luôn đây này. Ám ảnh một đời luôn. Hết rồi, bây giờ cũng hết rồi, chỉ còn con này là hết.
ở đâu ra mà sản xuất ra làm cái màu này nó siêu đẹp. Con này lại còn được cái V của nó là V sâu. Ảo thật đấy. Bản này cho em nhá. Ôi, dao beo. Không cần gân sơ vi cũng được mà. Cái này có dài mà. Dài mà. Thôi rồi, chị Bê Su Gen chắc nhìn thấy độ dài không? Đây em không phải nói nhiều đâu, chị nhìn cho em này. Đây. Nó điểm nhấn của nó là ở cổ cho em này. Cổ nhá. Đấy. Da beo da báo mà nhưng không phải là màu vàng, tông nâu mà nó là tông màu trắng đen cho em. Chị bản này. Gen ôi thương cho cái ví của em. Đây nhá, độ dài nó như này. Chị. Về cài cho em nhá, em đây này, dài hơn cả cái áo em Ly đang mặc luôn. Đấy. Được chưa? Mà em đọc cái mà áo em mặc đã che hết quần rồi đây này. Mà cái áo beo này còn dài hơn. 46 48 tối đa 58 cân cho em. Mã 84 nhá các chị yêu nhá. Mã 84 bản này. Eo ơi nó xuất sắc ấy, ở bên trong nó có cả cầu vai cho chị. Đấy. Không phải tư vấn. Chị ám ảnh một đời luôn đi. Nhắm mắt tài chốt ngay yên tâm đi chị. Làm gì có cả hai, beo là thứ hai. À chết rồi, quên lại đi lấy xem. Bản này cho em nhá. Tông họa tiết. Một em họa tiết ạ, nền của nó là màu xanh min. Cho em bản này từ 46 48 đến 58 cân, chị nào thích những cái tông màu xanh min nhá. Em chào chị Phạm Diện, chị Kim Dung. Bản này cho em ạ, mã 156. Mã 156 ạ, giá 200k mã 156. Mã 156 nhá. Ôi chị vừa nhắc ra đây mấy cái cho em lên này kia nào. Đây. Okay. Chị Bê Su Gen ơi, mã da beo là mã 84 ạ. Mã 84 ạ. Chị Bê Su Gen là ủa, mới giữa tháng mà các chị sao lên dồn dập thế? Mới giữa tháng. Hết tiền rồi. Bây giờ phải hết tiền rồi, phải bán hàng đẹp đây này. Khóc lắm ấy. Đang siêu phẩm ra bán giá rẻ đây này. Mã 84 cho chị Bê Su Gen ạ. Đùa vậy thôi các chị, tập trung bản này của em nhá. Đây ạ. Cái bản này là lụa gấm. Đây cổ của nó đây ạ, cổ của nó đây. Một em hàng hiệu Adenda đây, mọi người nhìn cái tag xanh này. Bản này 46, 48 đến 58, 59 cân. 200k cho em bản này, lụa ánh gấm nhá. Mặc 15 không cũ. Mã 585. Mã cho em bản này là 585. Cái này của em nhá, nó là von tơ lụa cho em các chị ạ. Thề, nó nhẹ tênh tênh luôn nhá các chị nhá. Mọi người nhìn cho em này. Đấy nhưng mà cái này thì ở bên trong các chị mặc giúp em đấy, áo quây, áo hai dây hay là áo bra như em tiên mặc đều được cho em nhá. Đấy trắng hay đen đều được. Tông màu của em nó sẽ là tông màu xanh. Tông màu xanh bản này từ 46 48 tối đa cho em tiên là 60 cân nhá. Em thấy các chị phải mặc cái chất liệu này ở trên người mới thấy được là nó nhẹ mà nó gọi là mát như thế nào. Bản này cho em tiên này mã 180. Đó, mã 180 cho em. Rất đẹp. Em lên bản này chất liệu lụa nha, chị nào thích những cái cổ bà tước thì để ý hộ em bản này nhá. Bản này lụa hộ em này, khuy của nó này. Tông xệt tông với màu áo, chất liệu lụa, tông màu. Tông màu này là tông màu lụa có gấm. Có em có beo nhá. Bản này cho em ạ, dành cho các chị. 642 cho chị Hà Chi ạ. 46 48 đến 58 59 cân nhá mọi người nhá. Lụa ánh gấm giúp em 200k mã 467. Mã 467 ạ. Mọi người ơi, em lên một bản cộc tay màu đỏ nhá. Cộc tay màu đỏ cho các chị lụa này. Thế luôn mọi người, săn bản cọc tay là nó hiếm ý các chị. Nhà em bây giờ cọc tay không còn nhiều. Mà các chị hỏi cọc tay dồn dập luôn. Thế nên là trong live này em sẽ lên nốt cọc tay cho các chị. Đấy, cọc tay này của em tông màu đỏ 46, 48 tối đa cho em tiên là 60 cân mặc vừa các chị nhá. Đấy, 46, 48 tối đa cho em tiên là 60 cân. Đấy, tông màu đỏ cọc tay. Bản này cho em sẽ có mã là 624 nha các chị yêu. Mã 624 cho em tiên này. Đấy, mọi người thấy không? Những cái tâu nhầm như cái form kiểu nó rộng đấy, chị cứ sơ vi hết vào cho em. Đấy, sơ vi vào là đẹp. Sơ vi vào là đẹp. Đây em lên siêu phẩm nha. À, tác hiệu này, sâu mọi người tác này. Đây một em hiệu siêu phẩm. Xịn xò. Bản này cho em nhé mọi người ơi, dành cho các chị từ 47 48 cân ạ. Đến tối đa cho em bản này là 58 cân. Nếu chị nào 60 cân thì cho em xin chiều cao nhé. Nói chung là em không biết buộc nơ. Thôi không buộc nữa, buộc nó xấu cái áo quá. Bản này các chị về tự cột nơ giúp em nhé. Bản này màu lỏng ấy thật sự. Các bác ạ, các bác. Sao mình lại cha sinh mẹ đẻ mình không biết cột nơ gì nhỉ?
Đây ạ. Bản này cho em nha mọi người nha, 46, 48, tối đa 58. Nếu chị nào 60 cân cho em xin chiều cao 59 cân vẫn được. Bản này cho em ạ, giá cho em bản này là 600k mã 1. Mã 196 ạ. Mã 196 giá 600k, mới dã man luôn. Họ tiết siêu phẩm. Bản này của em nhá, một bản vàng này. Một bản vàng cho em với các chị nhá. Cổ của nó sẽ là cổ dập laser này. Đó. Cái này thì hơi nhỏ một tí, chị yêu nào từ tầm 45 tối đa cho em là 58. 45 tối đa là 56 cân cho em nhá. 45 tối đa là 56 cân, bản này mã 342 ạ. Mã 342 nha các chị yêu. Màu đây, màu chuẩn đây. Đó, tông màu vàng nâu cho em. Đẹp 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 đây, đếm đây. Mọi người ơi, em lên tiếp một bản tông màu vàng, em xuất sắc luôn các chị ạ. Xuất sắc các chị, đây đợi em tí. Đây các bác ơi, tông màu vàng cho em bên trong có cầu vai các chị nhá. Đấy, bên trong có cầu vai này. Bản này nhá, các chị có thể cài kín cổ được, không thích thì phanh cái phần này ra thành cổ bể hai ve nhá chị nhá. Đấy. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân ạ. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân bản này. Em ơi, nó đẹp lắm ý các chị, mọi người nhìn cái màu này. Mã 342 cho chị Huỳnh Dung ạ. Chị Huỳnh Dung ơi, vì mình là khách mới thì mình vui lòng check inbox để nhân viên hướng dẫn mình chủ khảo sát nhận đơn chị nhá. Bản này cho em sẽ có mã là 288 nha các chị yêu. Mã 288 bản này cho em này. Đó. Rồi bình tĩnh chị. Con này đẹp quá. Có thể bán 200 nghìn không chịu đâu. Sơ chất này, nó không mượt chịu. Nó không mượt, chịu. Nó mềm. Mịn như nhung đâu. Đẹp của. Em chào chị Sương Võ. Chị Huỳnh Dung ơi, mình vui lòng inbox để nhân viên hướng dẫn mình chủ quản xác nhận đơn ạ. Bản này cho em dành cho các chị tự. Ôi cái này bà Ben Suzen ơi, bà chốt đi này. Con này dài qua quần này. Bản này cho em ạ, dành cho các chị từ 48 đến tối đa 58, 59 cân. Chị nào 60 cân thì cho em xin chiều cao. Bản này các chị mặc được 2 kiểu nhá. 200k cho em bản này, mã là 282 nhá. Mã 282 chị nào thích mặc 288 cho chị Quy Quy Trần ạ. Cái gì em? 288 là cái tiêm vừa xuống ấy. Cô ơi, cô cho cháu xin lại cái áo đấy, khách người ta chốt rồi. Chốt rồi ạ? Vâng ạ. Cô cho cháu xin lại, cháu cảm ơn cô. Bản này của em nhá. Đây. Mua các bác ơi. Tông màu này các bác cho em thầm cho em đi, quá xuất sắc. Mà điều quan trọng nó là cổ bể hai ve này. Chị Huỳnh Dung ơi, em chưa nhận được tin nhắn xác nhận đơn của mình đâu ạ. Bản này của em nhá, cổ bể hai ve, bên trong có cầu vai các chị ạ. Trời ơi, tông màu quá đẹp luôn, nó là màu nút. Quá màu nút sao? Cho em màu kiểu màu hồng nút nhá các chị nhá. 48 tối đa là 60 cân. Đấy. 48 tối đa là 60 cân bản này cho em. Mã 312. Mã 312 này không cái cổ. Bản này không chịu 200 nghìn, bản này không chịu. Ôi dã man. Mua ở ngoài chắc là bản nó chỉ phải 550 nghìn là rẻ nhất. Thật rõ lụa còn cổ bé hai ve. Còn khuy bọc toàn màu phần. Rất đẹp quá chị ạ. Ừ. Mã 312. 200 nghìn. Mã 312 cho em nhá. Đấy. Họ tiết tông xanh nhá, tay lỡ bản này. Size SM, em chào chị Hồng Vân. 46, 48 cân thì tối đa 55, 58 cân. Họa tiết tông xanh. Đấy, đấy. Mã 530 ạ. Mã trên bản này là 530. Em lên tiếp còn em họa tiết tông vàng này. 45 đến 55 cân, các chị size SM nhỏ nhá. Họa tiết tông vàng 45 đến 55 cân. Bản này lụa ánh gấm mặc 15 không bao giờ cũ. Nói như thế để đủ thấy mọi người biết cái ánh gấm của nó. Gọi là phê luôn, tê tê rồi đúng không các chị? Mã 704. Mã 704 ạ. Mã 704. Đây mọi người ơi, em lên tiếp một bản này. Tông màu à, mọi người nhìn hoa. Phối màu cho em, mọi người thấy không? Bản này từ 46, 48 tối đa là 58 cân bản này cho em nhá. 46, 48 tối đa là 58 cân cho em này. Các chị nhá. Mã 440 bản em tiên bằng này. Đừng sát màu và cam đi, eo con này lụa đẹp cho em này. Ủa, các chị thấy không? Chả có gì để chê. Khóa xuất sắc luôn. 200.000. Mã 440 các chị chốt nhanh nha, không là ngày mai nó lại lên giá đấy. Đưa đây xem. Chào chị Hồng Vân.
trả lên thì sao trông đẹp như thế này, ôi trời đời thôi nhá, ai mà cái áo đẹp như thế 200.000 em thế ai chị. Ôi, 53 hôm chị bảo ai con này sắc nét. Con này để mà nói chị nhớ không nhầm là có một lần có một con gần giống như này ở trong họa tiết siêu phẩm bán 450. Hôm nay gọi là 19-10 bán 200. Bạn này cho em ạ, dành cho các chị từ 46 48 đến 58 cân nhá. Tay lỡ giúp em. 200k mã 145. Đây ạ. Chị nào thích những cái tông màu họa tiết thì các chị để ý là này. Mã 245. Mọi người comment xem mọi người thích tông gì nào. Chị đọc là gì? Thế à? Trời ơi. Chị xin lỗi em nhá. Bản này của em nhá chị ơi, bản này của em này. Một bản màu cam nút. Con này lại xịn rồi. Cam nút. Đây. Các chị thấy không? Hoa nhá, hoa vintage này. Đấy, trời ơi cổ bé hay ve bé cho. Thôi không bán nữa đâu. Bản này từ 46, 48 tối đa là 58 cân cho em nhé. 46, 48 tối đa 58 cân này. Chị yêu nào ưng thì chốt cho em mã 520. Đấy, mã 520 bản này. Đây, em đi. Hồ cam nút. Chị Vũ Bích Thủy, áo hoa nhỏ vừa xong ai chốt cho em? Hoa nhỏ vừa xong hoa nhỏ này. Đây là cái em cầm tay đấy. Chị ơi, cái này đúng không ạ? Chị ơi, phải cái này đúng không ạ? Hay là cái tên chị vừa lên à? Em lên tiếp bản này, chị ơi là cái nào thì chị comment lại nhá. Một em hàng hiệu này, mọi người nhìn tag hộ em trong tag đánh size 9 này. Quy của nó là quy đúc toàn bộ nhá. Quy đúc toàn bộ cho em bản này. Bản này 46, 48 đến tối đa 58 cân. Quy đúc màu vàng toàn bộ luôn. Thì cái quy của nó cũng dập logo hãng ở trong quy nhá mọi người nhá. Mã cho em bản này là 667. Cực kỳ sang luôn. Mã 667 ạ. Mã 667, 46, 48 đến 58 cân. Mọi người ơi, em lên một bản lụa 2 da. Mã hoa đấy là mã 440 ạ. Em lên một bản lụa 2 da nhá các chị nhá. Lụa 2 da cho em bản này. Đây ạ. Mọi người nhìn cho em nhá, tông màu của nó này, tông màu pastel. Hai bên vai nhấn ly này. Đó, hai bên vai nhấn ly cho em nha. Bản này cho em tiên từ 46, 48 tối đa là 62 cân cho em vừa này. 46, 48 tối đa là 62 cân, mã 351 cho em. Eo đẹp lắm các chị ơi, mọi người nhìn cho em cái dáng này. Cái ly nó nhấn như thế này, nhấn nhá như thế này thì nó mới tạo cái độ phồng. Mọi người thấy không? Cái độ bồng của áo và cái vai này nó rất sắc nét luôn các chị thấy không? Nếu như đó, nếu như là không có cái ly này thì cái vai nó rủ lắm. Ôi hello bác Vân Anh Nguyễn, giờ bán mới bỏ vào khổ lắm. Mã 351. Hello, em chào Vân Anh Nguyễn. Vân Anh ơi, giờ về Vân Anh mới vào. Chưa bảo. Là chị là săn siêu phẩm để ý em những cái họa tiết này nhá. Cho em bản này ạ. Siêu phẩm. Nhưng em để giá nhẹ nhàng thôi cho mọi người thưởng thức. Siêu phẩm họa tiết Gothic nhá mọi người nhá. Bản này cho em ạ. 46, 48 đến tối đa 58, 59 cân. Siêu phẩm họa tiết Gothic. Bản này cho em ạ. Giá cho em bản này là 350k chất liệu lụa. Mã cho em bản này là 328. Mã cho em bản này là 328 ạ. Họa tiết Gothic chất liệu lụa. Mã 328. Cứ lên thôi, xanh đỏ tím vàng cái gì cứ cao lên. Nó hoa mắt quá các chị ạ. Màu sắc sặc sỡ. Alo ạ. Mới bài này của em nhá. Em biết rồi chị, anh ạ. Các bác ngắm cho em. Bản này nó là cổ. Cổ áo nó sẽ là dập laser nhá. Em chào chị ạ. Phương Mai. Đấy, dập laser 46 48 tối đa cho em tiên là à không, bản này hơi bé nhá. 45 tối đa cho em là 56 cân. Đấy, 45 tối đa là 56 cân. À, em này sẽ có mã là 157 cho em này. Đó, mã 157 bản em tiên mặc nhá. Đây, cái này đẹp. Ôi màu đẹp kìa. Màu đấy xuất sắc thôi chứ không đẹp đâu. Màu đấy thì xuất sắc không? Sặc sỡ. Đây em lên bản này họa tiết tông. Mà họa tiết tông cam. Chị ơi, có phải áo này đúng không ạ? Cho đây xem lại. Đây, đây. Thấy chưa? Lụa nhá, mới cứng. Bản này cho em tiếp tục 328 thì xương võ. Bản này cho em ạ, tông cam dành cho các chị từ 45. Ôi giời, mang xét tay bản to. 45 họa tiết tông cam. Đứng sát vào mọi người nhìn nữa em. 45 đến tối đa 55 56 cân. 200k mã 958. 200k mã 958. Các bác thẩm cho em cái màu này nhá. Ôi xuất sắc chưa? Chất liệu von lụa cho em này, họa tiết giọt lệ xoắn Bali này. Đó, rồi. Chất liệu von lụa cho em, chị nào sợ mỏng quá nhá thì mặc cho em áo bra, áo 2 dây, áo quay ở bên trong đi. Đó mọi người thấy không? Chất liệu von lụa mỏng nhẹ cho em. Bản này cho em tiên từ 46 48 tối đa 58 cân, mã 59 ạ. Mã 59 bản này cho em nhá. Đó. Chị
chị bảo là cho chị xem lại bộ này. Dơ chị xem lại giá bao nhiêu em? 200k chị ơi, ai hỏi đấy? 200k. Chị Trang Lê cho coi form áo viên mặc đi. Cởi hẳn áo ra, lần sau cởi hẳn áo rồi, ra cho nó rồi đây. Em ơi. Dạ. Không có giá đúng không? Cái đấy em đang sale còn có 300. Cả cái sao này. Đây bác ơi, bác nào hỏi dáng đây. Em ơi, em mặc lại như thế này nhá. Khổ bạn này, em xin lỗi là em quên chưa tháo ra. À chưa phanh ra cho các chị nhìn. Đây dáng của nó dài như thế này cho em. Đấy. Bạn này của em dài như thế này nhá. Mọi người ơi, sale hôm nay đồng giá 200k chị Thủy ơi. Chị Thủy sale đồng giá 200k nhá. Cái nào nó là siêu phẩm thì em mới đọc giá. Còn không đọc giá thì đồng giá là 200k cho em. Đấy. Chị Thủy ơi, chị làm ơn làm phúc chị xem kỹ hộ em nhớ. Đây. Là em cầm cái áo này để chị dâu lại cho chị. Không ai chiều khách như em nhưng mà bởi vì là mọi người cứ muốn xem đi xem lại thì mất thời gian của người khác ấy, thì mọi người tập trung xem hộ em nhé, gọi là chị nào mà thích mẫu nào thì chụp lại màn hình cho em nhắc đi nhắc lại lúc đấy mạng lỗi chị không nghe được. Đây ạ, em lên lại cho chị đây chị Thủy ơi. Đây nhá bản này nhá. Đây em chưa cài cổ đâu, cài cổ này kín lên đây. Đúng không ạ? Chị xem hộ em. Đây ạ. Bản này cho em là mã gì đây? Mã 440, mã 440. Được chưa ạ? Giá cho em là 200k mã 440. Em ơi bán cái áo 200.000. Năm chị ấy Trang Lê ạ. À. Đây nhá. Áo chị mặc đấy à. Bản này của em ạ. À. Bản này của em là vạt layer như thế này nhá các bác nhá. Đấy về các bác đeo beo cho em. Chị yêu nào ưng thì đeo beo vào cho em như thế này. Đó. 46, 48. À không, cái này phải 50, tối đa cho em là 60 cân. 50 tối đa 62 cân đi. Vạt layer các thứ nhá. Họa tiết này. Họa tiết Hoàng Yến của em nhá. Đấy. Chất liệu von lụa vạt layo. Bản này cho em sẽ có mã là 970. Chị yêu chốt cho em nhá. Em lên bản này lụa 2 da này mọi người này. Em lên bản này lụa 2 da nhá, dành cho các chị từ 48 đến tối đa 58 60 cân free size. Mã cho em bản này là 16 ạ. Mã 16 bản này của em nhá, lụa 2 da. Lụa 2 da, mã 16. Các chị tìm họa tiết tông gì, màu gì? Trang ơi, Trang Lê tìm họa tiết màu tông gì, màu gì em tìm cho Trang nào. Trang thích kiểu cách như nào? Mọi người ơi, em lên một bản đây. Nào, siêu phẩm đây mọi người, có ai săn siêu phẩm thì mọi người báo em để em lên nha. Em chào Phạm Trang. Các chị ơi, bản này em mặc. Đây, màu nó sẽ là như này. Màu vàng nghệ. Màu gà vàng nghệ mà. Thực sự là nó hơi em hơi nghi ngờ như nó hơi có ánh gấm thì phải, nhưng mà không, tại vì nó mới quá, nó mới quá thì nó ống. Bản này cho em tiên đi từ 46 48 tối đa cho em là 58 cân. 46 48 tối đa là 58 cân, mã 154 cho em nhá. Đấy. Mã 154 bản em mang mặc này. Thề các bác, cái này nó phải mới đến 99,9%. Thấy không? Nó ánh luôn mà em tự tưởng nó là ánh gấm. Và đáp chéo. Chị chơi ở thích cái áo 315 chưa có cái này 100 đúng không chị Lý? Như vậy à Ly. Ừ. Cái đấy 100 chị ạ. Cái này và đáp chéo này. Cái và đáp chéo này phải đắt hàng bác Thanh Anh. Trời ơi, có bao nhiêu cái và đáp chéo chị chốt hết không chừa cái nào. Ok. Đây là chị Huỳnh Dung ơi, mình quy đọc xác nhận mã đầu giúp em thì mình phải chốt tiết được các mã sau ạ. Ô không nhắc nhiều nha, nhắc nhiều khách hàng lại tưởng mình lấy quá. Chị lại không, chị Huỳnh Dung ơi, mình chưa chuyển khoản xác nhận cái đầu tiên lên, chúng em xin phép không đọc chốt cho chị. Chưa đọc chốt rồi, chị hộ em, chị ra chị xác nhận đơn hàng bằng cách là chuyển khoản theo hướng dẫn ở trong inbox, rồi chị vào chị chốt thêm 5-10 mã nữa chúng em mới dám đọc tiếp chị ạ. Nhắc chị ra xác nhận 10 lần rồi không thấy chị phản hồi gì cả, nhưng lại vẫn cứ thấy chị chốt thì không hiểu là vấn đề đó là ở đâu. Thì chị yêu hộ em nhé. Đây ạ, vạt đắp chéo nhé. 250k cho em bản này, 45 cân đến tối đa cho em. Ủa ôi Trang ơi, Trang Lê ơi, chốt con này đi, đừng nghĩ nữa nhá. Đẹp lắm. Vạt đắp chéo. Ôi, đây. Vạt đắp chéo này, ly nhấn này. Và hàng Nhật thì đẹp nhất là cái ly. Nếu mọi người muốn mua được những cái sản phẩm mà ly nó nhấn đẹp như thế này thì chỉ có săn ở trên các trung tâm thương mại lớn Vincom, Plaza, Tràng Tiền, Plaza, hay là ở trong Sài Gòn thì có Takashimaya và Biteco. Đó, đây mọi người nhìn nữa em. 45 cân đến tối đa 55-56 cân. 250k. Mã cho em bản này là 853. Vạt đắp chéo.
gọi là 46 thì chà mi. Em lên một bản lụa hai da này, Takashimaya cho em nhá. Các bác thấy không? Nhấn ly này. Đó, bản này cho em ạ. Bên trong có cầu vai 48 tối đa là 62 cân cho em nhá. 48 tối đa 62 cân, bên trong có cầu vai dựng vai này. Màu chuẩn của nó đây, các bác thấy không? Đó. Bản này cho em sẽ có mã là mã 114 cho em nhá. Mã 114 bản em tiên năm ạ. 853 chị xương võ. Lụa Takashimaya nhá các chị nhá. Đây này, tiên đây có cái này là màu rất là đẹp này. Bản này cho em này. Cái màu còn cái này tiên mặc lên đẹp lắm, thôi để tí dành cho tiên mặc. Màu đẹp quá luôn ý. Đây để mặc màu. Đây các bác ơi, em lên màu này trước đi. Cái màu này cũng đẹp luôn, nó là tông màu kiểu xanh nha. Xanh xanh tím tím nhá các chị nhá. Đấy, bản này cho em tiên này. 46 tối đa cho em là 58 cân. Cổ có thể cài kín được, nhưng mà em tiên không thích cài kín. Đây, cổ cài kín được như thế này. Chị nào thích được, không thích thì bẻ ra như em thành cổ bẻ 2V. 48 tối đa là 58 cân bản này cho em nhá. Mã 431 ạ. Đây, màu chuẩn của nó. Mã 431 bản em tiên năm mặc ạ. Em có xinh luôn. Màu này họa tiết này. 114 thì Sophia. Nhà chị Ly. Cái này bao nhiêu á? Chị ơi, các chị xem ở trên fanpage nhà em xong các chị đến nào. Đúng không? Phải các chị. Thêm lại cái gì? Không, chị cho cái tôi tiên chị đã xác nhận đâu. Chờ tí. Các chị ơi, các chị lưu ý nha, em không chốt trong chọn nhé. Đặc biệt các chị khách mới, hộ em với chúng em không chốt trong chọn. Mọi người chốt cái nào, chốt thật chắc tay hộ em. Đừng chốt trong chọn. Tí nữa nếu ai chọn là em xin phép là hủy cả đơn luôn. Đó, nên là nếu mà khách mới nhiều thì các chị không biết ấy, thì em cũng xin phép là nhắc như thế để cho mọi người lưu ý. Đây ạ, bản này của em nhá. Đây, mọi người thấy không? Em ơi, màu quá xuất sắc, đây màu chuẩn của nó đây các chị ơi. Chất liệu von lụa cho em nhá. Họa tiết hoa từ 46, 48, tối đa cho em là 58 cân. Em ơi này, họa tiết hoa này, khuy của nó này, khuy đúc đúc cho em nhá. 46, 48, tối đa 58 cân bản này ạ. Mã 208 cho em. Đó, mã 208 nhá các chị nhá. Đấy, các chị lưu ý nhá, mình không chốt xong chọn. Nhiều khi có những chị khách hàng em mua 5 cái, 10 cái xong tùy nữa bảo chị lấy 3 cái em xả cả đơn luôn. Em không chọn điều đấy nhá, mọi người thông cảm. Tại vì khách nhà em người ta còn chốt trượt bỏ xù ra, nên là mọi người thông cảm nhá. Đó, bản này cho em ạ. Màu đỏ, em chào Quách Trang, hello tình yêu. Chất liệu lụa nhá. Mọi người nhìn nó em, đến cái khuy của nó cũng tông xề tông với màu áo như thế này. Đúng chưa? Đây là em chưa cài hết ạ. Ờ, em lên lại cho chị cái màu vàng cho chị xem lại. Vai có dựng tông màu đỏ. Chị nào thích rực rỡ để yêu em bản này. 46 48. 46 48 đến 58 59 cân. Mã cho em bản này là 565. Mã 565 nhá. Mã 565, một like khách thì em được chốt 450 cái một người là chuyện bình thường, chứ không bao giờ em phải lăn tăn một hai cái áo với khách. Đó, nên là chia sẻ với mọi người như thế để cho mọi người để ý hộ em. Một ca like nó có nhiều đơn lắm mà bây giờ các chị mà tìm thì bạn ấy ngồi bạn ấy tìm từng đấy đơn cho các chị thì hết hôi đấy ạ. Mà các chị ơi, em đã sale đến 200.000 một cái áo, coi như là gần như vừa bán vừa tặng khách hàng. Mọi người lưu ý cho em tiên luôn dặn các chị rằng là mình ưng mẫu nào thì mình chụp ảnh lại cho em. Mình chụp ảnh lại, bây giờ mỗi một lần đặt xuống dưới kia là các bạn ấy gập vào. Bây giờ hàng trăm đơn của nhà em, hơn 1k like, hơn 100 cái áo, thì các bạn ấy không thể nào lục được là mã của chị nào với cả của chị nào đâu. Đó, nhìn lại cho em nhá các chị nhá. Đó. Ok, ok, qua đi em, qua đi. Em có ai dám dơ áo mà khách vẫn chốt không? Các chị nhìn em ly nhấn vai này, cổ nhấn viền này. Đó, nó đẹp là cứ ly nhấn ở đâu đẹp ở đấy. Vai dựng cho em bản này, họa tiết tông xanh 48 đến 58 59 cân. Mày bên kia 46 48 đến 58 59 cân. Tự tin nếu nỗi mà đứng dơ không khách cũng chốt thì các chị phải biết là khách người ta xem hàng người ta biết chất lượng như nào. Em còn không có hàng để bán luôn đấy. Mã 146 ạ. Mã 146 đây. Màu đây. Trước đằng sau đây mọi người nhìn em. Nhà em bán hàng hai hen nhưng chúng em bán hàng hai hen hàng hiệu và chúng em không bán hàng cũ. Thế nên chính vì thế em Ly mới dám cam kết độ mới trên 90% gần như mới kính con. Đó, mọi người ơi, mọi người hỏi lên nhá.
Đây em lên tiếp bản này ạ. Đây đây theo đây chị. Bản này của em sẽ có số đo cân nặng từ 45. Form nó hơi nhỏ một tí, 45 tối đa cho em là 56 cân nhá các chị nhá. 45 tối đa 56 cân này. Hoa xanh này. Hoa xanh kẻ sọc trắng cho em. Đó, 45 tối đa là 56 cân. Chị yêu nào ưng ạ, à, chốt cho em tiên mã này là mã 832 nhá các chị nhá. Mã 832 bản em tiên đang mặc này. Đó. Mã 832 bản này cho em. 565 chị Hải Anh. Không ạ, em chuyển khoản cho chị nhá. Dạ. Em lên tiếp bản này một em họa tiết nhá. Em lên một em họa tiết này, vai dựng 45 47 cân thì tối đa 5558 cân. 200k cho em bản này ạ. Mã cho em bản này là 645. Mã 645. Các bác ơi em lên tiếp mã này nhá các chị nhá. Đây bản này của em ạ. Cổ bẻ hai ve này các bác ơi. Cổ bẻ hai ve nhá. Đấy. 46 48 ạ, tối đa cho em tiên là 58 cân nhá các chị nhá. Đây cổ bẻ hai ve các chị thấy rõ không? 46 48 tối đa là 58 cân cho em này. À, bản này cho em sẽ có mã là 987 ạ. Mã 987 cho em. Các chị nhá, mình nhanh tay chốt luôn cho em trong live này đi. Kết thúc livestream là mọi thứ nó sẽ về giá cũ. Đó. Bây giờ đang sale các chị phải tranh thủ đúng không? Mà chị yêu nào thích lên mẫu gì thì cứ bảo em để em tiên với chị Ly tìm tiếp. 832 chị bảo thay. Đây nhá các chị đợi em để em lên tiếp mã cho các chị lụa này. Em lên tiếp một bản màu vàng này. Bản này cho em cũng là cổ bẻ hai ve được này. Chị nào thích cài kín cổ thì cài được nhá. Còn đâu đây là cổ bẻ hai ve cho em. Đấy. Bản này cho em tiên từ 48 tối đa cho em tiên là 60 cân. 48 tối đa là 60 cân bản này cho em nhá. Đấy, cổ bẻ hai ve này. Đó. Chất liệu von lụa nha. 646, mã 646. Mã 646 cho em. Màu vàng đây. Eo vàng đẹp lắm các chị. Vàng tươi luôn nhá mọi người nhá, vàng tươi màu hơi nhạt một tí. Đó. Chị yêu ơi mình không hủy đâu nhá. Chị mà hủy là bọn em hủy cả đơn đấy. Ừ, có hai khăn rồi vào hủy một cái. Hay ở đấy đẹp lắm, để lại bán cho người khác được. Viền đi tay mà. Đây bản của em thôi các bác ơi. Thêu nhá các chị nhá. Thêu cho em này. Mọi người thấy không? Chị bảo sao em? Chị này làm mã 777 350. Cái gì? Thế là tại mình à? Không, chị đang muốn hủy một cái. Tại sao hủy? Thế bây giờ chốt xong chọn xong hủy gì bảo thế chị em xin. Bản này của em này. Ở đằng trước là thêu này, màu xanh ghi à nhầm màu ghi cho em nhá, màu ghi cho em. Chị có thêm cả hai quần. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này ạ. 46, 48 tối đa là 58 cân nhá chị yêu nhá. Mã 288 ạ, các chị nhìn quỷ nó này. Mã 288 để bản này để ạ. Em chị hỏi chị Anh Phùng. Chị Anh Phùng ơi, trong cái like khăn của chị em thấy rằng chị đang có hai cái khăn. Hai cái đấy là đều viền đi tay cả hai cái. Bây giờ bạn ấy, em đang check inbox thì nhân viên báo lại là mình lại muốn hủy một cái. Thế là cụ thể nó là làm sao chị nhỉ? Em không hiểu bởi vì như em có nhớ like đấy là em có hỗ trợ chị hủy một cái trong like. À, ý là chỉ lấy cái chuyển khoản thôi đúng không? Có phải không em? Chị lúc sau chị ý là chốt thêm hai cái quần nữa thì chị chuyển khoản cả hai cái quần rồi. Ừ. Nhưng mà chị đang muốn hủy một bản khăn. Tệ. Nhận cái khăn đó không được lúc đầu thôi, còn cái bản lúc trước sau là không lấy. Có hai cái khăn và hai cái quần. Ý cái hai cái khăn và hai cái quần, còn một cái khác không lấy. Ừ, thế tại sao thế? Không lấy siêu này tự nhiên sao lại chốt? Ảo thật đấy.
Đây ạ, à, em chào chị Hằng Lưu, hello chị. Em lên bản này nhá mọi người nhá, lụa cho em này. Trời ơi, tay này, nhấn vai này. Tay nhấn này, 46, 48 đến 58 cân. Em chào chị Hằng Lưu, hello chị yêu. Em ơi, em lúc lại bảo là khách hay hủy nhá, để không đến lúc là các bạn ấy tư vấn các bạn còn biết. Không là chịu đâu, bây giờ cứ chốt xong rồi. Xong rồi hủy. Chả, thật sự luôn em em rất là tôn trọng khách hàng. Em rất là coi trọng khách hàng nhưng mà nhiều khi nghĩ chán nhờ chị. Chả tôn trọng bọn em. Thế nhưng mà bây giờ nếu chị đã xác định hủy thì từ đầu chị không nên chốt. Em thật, nếu mà bán hàng cho những khách như thế em rất là buồn luôn. Em nói thật các chị, vì là nhà em phải bỏ lỡ rất nhiều khách để chốt cho bọn chị. Không làm em giàu lên cũng không làm em nghèo đi. Thật sự kể cả tầm này cỡ 100-200 triệu không làm em giàu lên vẫn chẳng làm em nghèo đi. Và tại Vinsclet thì em có gào lên các chị là cái uy tín của Vinsclet có tiền tỷ không mua được. Giá trị uy tín của em đã gây dựng bao nhiêu năm nay nên 1-2 bản em sẵn sàng em hủy cho các chị, chuyện bình thường. Nhưng em cảm thấy hơi buồn bởi vì tại sao các chị cứ chốt xong rồi hủy nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín chốt đơn của các chị. Lần sau các chị vào chốt đơn chúng em sẽ dè chừng và sợ không bao giờ chốt cho khách hàng mà có lịch sử hủy. Đấy là em chia sẻ một cách chân thành. Đó, uy tín nó không phải tự nhiên nó nói bằng mồm đâu, nó tạo bằng hành động. Đúng không các chị, uy tín của chúng em cũng vậy. Không phải tự nhiên các em quả là các chị ơi em uy tín lắm, các chị ơi Vinsclet xịn lắm, không. Uy tín của chúng em là bằng cái mở hàng khi các chị nhận bọc hàng, sao các chị nhìn đường kim mũi chỉ, nhìn hàng Nhật nó có đẹp như em nói trên live hàng ngày không. Đấy gọi là uy tín nó tạo lên từng ngày chứ không phải uy tín từ mồm em ly gào lên hàng ngày, đúng không các chị? Em hỗ trợ chị lần này chị nhá, còn chị hộ em, chị lưu ý giúp em nếu lần sau mà mình cứ tiếp tục mình chốt xong xả thế là chúng em không dám chốt đấy. Đấy là em phải nói dành, em nói ở bên dưới một chút là chúng em không dám chốt, là chúng em sợ đấy, nên là các chị thông cảm. Em lên bản này nhá, em ơi em bỏ một hộ chị một cái khăn ra. Bản này cho em ạ, 46, 48 đến 58 cân đây mọi người, đẹp bèo nhấn đẹp như này. Mọi người thử mua hàng Quảng Châu và xem bèo nhấn còn lệch. Vâng ạ, như nhau đấy ạ. Mã 41 ạ. Mọi người nhìn thôi em này. Mã 41. Đó, sao ạ chị? Đây ạ, em lên bản này nhá mọi người nhá. Ôi dồi ôi, các bác nhìn cho em đi. Màu này quá xuất sắc cho em luôn. 987 của chị Ngọc Anh nhá. Đây bản này của em này là một bản tông màu nâu cho em này. Nâu nhá các chị nhá. 46, 48 tối đa cho em là 60 cân các chị ạ. 60 cân mặc vừa bản này cho em đi. Mã 176 chất liệu von lụa. Đó, mã 176 chất liệu von lụa bản này nhá các chị yêu. Đấy. Ôi, màu này, họa tiết này các chị nhìn cho em. Quá đẹp luôn, quá xuất sắc. Bây giờ không chốt thì bây giờ các chị mới chốt đấy ạ. Đây ạ, bản này cho em này. Bản này này, vừa này. Em bán hàng hay hen như mọi người thấy, luôn luôn săn cho mọi người những cái kiểu như thế này là còn nguyên tác và còn khuy phụ thay thế bên trong. Họa tiết đối xứng đây này. Mọi người ạ, họa tiết đối xứng này. Có pencil nail không này? Free size 48 đến tối đa 58, 59 cân. Mã 641. Mã 641. Mã 641 nhá, đối xứng. Các chị thích thì sơ vi mà cho em này. Đó. Còn nguyên tang, còn nguyên vải bọc và khuy phụ thay thế. Mã 641. Đang sale đấy chứ bình thường giá cao. 40 thì hợp với đẹp đẹp quá. Đây là cách rồi, ôi đấy là còn chưa sẵn sàng soi. Ôi rồi đẹp quá, đẹp mình sửa. Đây mọi người ơi, chị nào mà người mi nhon tí này em lên cái bản này xinh lắm các chị ạ. Bản này của em rất đẹp nhá. Đây là mọi người thẩm cho em cái cổ đi. Quá xuất sắc luôn. Lại nói đến khăn, các chị Oanh Phùng ạ. Khăn khách nhà em chốt một like có 70 cái luôn. Là một người ạ. Chứ còn 1-2 cái bảo em hẹp hòi em không bỏ ra cho các chị thì nó không đúng. Bởi vì khách nhà em chốt đến là gần như mua buôn luôn. Và giá lẻ 70 cái. Bản này của em nhá, mọi người nhìn cái dáng áo đi, quá xuất sắc cho em. Đấy, dáng áo quá xuất sắc nhá. Đây mọi người nhìn cho em này. Cầu vai có này. Cổ cho em nhá, chị thấy ông cổ nhấn ly này. 45 tối đa cho em là 56 cân. Đấy, 45 tối đa là 56 cân cho em họa tiết hoa nhá. Chị thấy không, cổ này. Eo ơi quá đẹp luôn, bây giờ các chị phải chốt cho em ngay cái mã này. 27. Mã 27 cho em. Đó, mã 27 bản đến tiên mặc này. Eo xinh lắm, chị là người mi nhon chốt vừa nhá. Bản này cho em ạ. Coi lại 641 đi chứ chưa kịp con. À đây 641. Tiên 416 à. Rồi ôi bà Ly ơi. Xin lỗi các em. Tiên vào cái đấy lên. Đây lại. Để em tiên. Giờ cũng được. Các chị ơi cái này nó là 416 chứ không phải là 641 nhá chị. Đây nó là họa tiết đối xứng này. Các chị có thể mang thành váy này.
và mới kính cong, còn cả này giải bọc và phi phụ thay thế đằng sau cũng thế này. Con này đẹp lắm Trang Lê, không bao giờ phải ân hận luôn. Họa tiết đối xứng. Bản này cho em này. Em lên 27 với Dương Nguyễn, chị Mili sao mất rồi ạ? Bản này cho em ạ, dành cho các chị nào thích lụa hai da. Có giá mua mới từ 10 đến 12 triệu một em ở trong siêu thị Takashima da. Đây. 45 47 cân thì tối đa 55 58 cân cho em bản này. Chị nào 59 cân thì đứng chốt nhá. Các bác nhá. Trời ơi, thật bây giờ đến giây phút này phải lên những em lụa hai da với giá 200.000 là em cảm thấy các chị thấy em còn gọi là có cái gì để mà lăn tăn nữa không? Đúng không ạ? Bình thường lụa hai da nhà em bán 450. Bởi vì sao giá mua mới của nó là hơn 10 triệu một cái cơ mà. Mã 16. Ôi chết rồi. Xin lỗi mọi người nhá. Em xin lỗi mọi người hủy cái mã này đi nhá. Ai chốt chưa? Em mới. Tại vì là có sái thì xương vỡ. Tại vì là có mã ở đây. Mã 16. Mã 16. Mã 16 giúp chốt em. Chốt lại mã 16 cho em nhá các chị nhá. Mã 16. Đây ạ, bản này của em. Hai bên có túi đối xứng này. Họa tiết của nó đây, các chị nhìn ngắm kỹ cho em nhá. Ưng thì chụp ảnh màn hình lại cho em tiên. 46 tối đa là 58 cân cho em. Đó. 46 tối đa là 58 cân, mã 225 nha các chị yêu. Mã 225 cho em này. Đây ạ, em lên bản này màu trắng nhá. Cái này nó đang bị rơi mất một khuy ở đây thì em đính lại cả mọi người nhá. Màu trắng này, mọi người nhìn cho anh cái tay của nó này. Vai dựng tay bồng màu trắng 46-48-58 cân ạ. 46-48-58 cân, 200k cho em bản này. Bản này nó bị rớt một cúc ở đây thì em Ly sẽ đính giả cho các chị. Chất liệu lụa. Mã cho em bản này là 621. Mã 621. Bản này của em Tiên này, mọi người nhìn tông màu cho em nhá. 48 tối đa cho em là 60 cân bản này. Đấy. 48 tối đa là 60 cân bản này cho em nhá các chị nhá. Đứng đằng em đứng xa ra này. Tay chuông này. Tay nó hơi phồng nhẹ một tí thôi. Bản này cho em Tiên đi sẽ có mã là 201. Mã 201 cho em nhá. Eo ơi quá xinh luôn, các chị nhìn cho em tông màu này. Mặc kiểu tôn da ấy các chị. Nó rất tôn da luôn. Đấy. Ôi trời ơi, mỗi lần chị ôi rồi em hết hồn đi. Nào đây em mặc luôn, đẹp quá các chị ơi. Tại vì kiểu toàn những cái em sale. Em ơi các bác ơi, phải đùa. Thật sự đấy. Thật sự luôn đấy. Đeo đâu nhỉ? Túi bán hay là túi của mọi người đấy? À túi của bọn em đấy ạ. Chị lại định hô lấy luôn à? Không bán túi ạ. Thực ra là bởi vì là túi thì nó không có hàng hiệu, thành ra nó toàn hàng fake, chúng em không dám bán. Bà Thiên bà đeo ngược nó đấy nhưng mà thôi. Không biết tại sao không? Bởi vì nó không cài vào được nhưng mà thôi kệ nó đi. Em bị đeo cái đai ngược kệ. Đây bản này của em đây các chị ơi, nó như cái blazer cho em nhá. Trời ơi, quá xinh luôn đấy. Về các chị phối cho em cái đẹp beo vào như này. Con này siêu phẩm và mọi người cho em đọc giá. Tông màu này, họa tiết Hoàng Yến cho em nhá. Họa tiết Hoàng Yến phối hoa. Eo ơi, dã man tầm 50-60 cân, hơn 60 cân cũng vừa đi. Bản này 48-60 cân. Đấy. Đọc giá đi chị, thẩm giá đi. Ôi, anh đừng ngắm. Đẹp nhỉ? Eo đẹp lắm đấy các chị, ở bên trong vai dựng nhưng mà cầu vai nhẹ thôi. Bản này 750k. Đấy, 750k cho em. Thế nào mã đâu rồi? 750k mã 529 các chị nhá. 750k mã 529. Con này đẹp quá các chị ơi. Đẹp lắm. Trời ơi, cái này là cái chụp vào gửi chị Trân Huỳnh, chị quên mất. Chụp đi. Cái gì chụp cái gì đấy? Cái áo đấy. Thôi được bỏ béo rồi. Đây, hàng hiệu của nhà em VinVert nha các chị. Đó. Mình lại mã 154 cho mình rồi đấy. Mình vào.
này cho em nhá, 46, 48 tối đa là 58 cân này. 46, 48 tối đa 58 cân cho em này. Mã 276, chất liệu von lụa. Mã 276 cho em nhá, mọi người nhìn họa tiết này. 46, 48 tối đa là 58 cân nhá mọi người nhá. Mã 276 cho em, chị nào ưng thì chốt cho em mã 276 này. Đó, màu đen, phối này. Vợ. Ủa là mình có sách nào? Hai bảy sáu thì Ngọc Mai Lê chị Nina Châu xong rồi ạ. Em lên tiếp một bản nhá, màu này nó sẽ là màu kiểu màu ghi. Ghi đen cho em Tiên. 48 không 45 đi ạ. Bản này hơi bé. 45 tối đa cho em là 57 cân bản này nhá các chị nhá. 45 tối đa là 57 cân bản này cho em này. Đấy. Em này sẽ có mã là 209 ạ. Con này đọc lên nhá. Thôi để chị đọc cho nó chuẩn. Ôi giời. Một em hàng hiệu Paris này. Một em hàng hiệu Paris này. Đây chị nào săn hiệu này, Tiên lên cái này. Ồ, cái này cơ. Thôi được rồi, cái đấy từ từ. Hai lên cả hai con luôn, hàng hiệu châu Âu bán tại Nhật. Made in Paris này. Em lên con này đi, con này đẹp quá. Đây ạ, bản này của em nhá. Quy của nó đẹp luôn. 48 tối đa cho em là 60 cân nha các chị yêu. 48 tối đa là 60 cân bản này cho em này. Đó, hoa này. Một em hàng hiệu Pháp như bạn đấy, chị Ly chị đã dơ tan cho các chị xem rồi nhá. Đấy, 48 tối đa là 60 cân cho em. Mã 964. Mã 964 nha các chị yêu nhá. Đấy, chị yêu nào ưng thì chốt cho em mã 964 ạ. Đó. Tối đa này. Đây, nào có ai săn hiệu con này mời nhá. Mời con này. Em mời con này. Đọc tên thôi là các chị chuẩn bị gõ xong phí mấy đi. Con này thì em sẽ bán giá nhỉnh hơn một tí, tẹo 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 thôi, để cho mọi người thưởng thức một em Lilian. Một em Lilian. Mọi người nhìn tác hộ em, size 9. Lilian thì áo giả với cả vest blazer mua mới chỉ có khoảng 50 đến 70 triệu một cái thôi. Đúng không các chị? Và là một trong những thương hiệu thời trang được góp mặt trong tuần lễ thời trang Paris của thế giới. Lilian. Đây. Tay của nó có nhấn đấy ạ, dành cho các chị size SM, size 9 là size SM giúp em chất liệu lụa. Với những cái bản của Lilian nó chắc 5 7 triệu không sờ được một cái áo sơ mi của Lilian thì mình được mua mới đúng không các bác? Bản này cho em 46 48 đến 58 cân. Cho em bản này giá là 300k. Mã 593, giá 300k mã 593. Lilian nhá mọi người nhá, em mời mọi người săn hiệu. Đó, chị nào thích hiệu săn luôn. Bản này cho em này. Bên trong có cầu vai nhá các chị nhá. 46 48 tối đa cho em là 58 cân. Bên trong có cầu vai phối màu này. Màu pastel này. Đó. Chị nào ưng thì chốt cho em mã 684 ạ. Mã 684 bản em Tiên đang mặc ạ. Bản này cho em nhá. Cổ của nó nhấn này, tông màu vàng. Cho em bản này dành cho các chị từ 46, 48 đến tối đa 58 cân, 59 cân cũng được nhá. 200k cho em bản này. Bản em tông màu vàng. Mã 821. Mã 821. Đây, tiếp tục một em này. Dành cho các chị thích màu sắc, tay nhấn bồng, chất liệu lụa, huy ngọc. 46, 48 đến 58, 59 cân. Mã 300. Mã 300. Đây, 684 thì Vân Nhi. Mọi người nhìn của em này. Dập laser và nhấn về đối xứng hai bên. 46, 48 đến 58, 59 cân. 200k mã 152. Bản này của em nhá, bên trong có cầu vai các bác ạ. Các bác nhìn cho em màu quá đẹp luôn. Các chị thấy không, có cầu vai này, dây nơ này. Đó, các chị về bụng nơ cho em nhá. Hai bên vai nhấn ly, eo như thế em thật sự luôn. Các chị này, màu này của em này. Các chị thấy đỉnh không? Đấy, họa tiết hoa cho em nhá. Đây đứng xa các chị nhìn màu, eo thế các chị luôn.
cái phần vai này nó rất chuẩn luôn. Chuẩn xác cho em luôn nhá. 46, 48, tối đa là 58 cân này, mã 504. Tối nay 8 giờ là nhà em like mông tư ghi mới về nhá mọi người. 46, 48, tối đa là 58 cân, mã 504 ạ. Mọi người ơi, bọn em chuẩn bị kết thúc live stream rồi. Chị nào có nhu cầu gì hay hỏi màu gì, size gì thì mọi người comment lên để em đi và em tiến hỗ trợ nhá. Còn nếu không ai hỏi gì thì chúng em chuẩn bị xin phép được kết thúc live stream. Để hẹn mọi người 8 giờ tối nay thì Tiên sẽ like gì nhỉ? Mông tơ ghi mới về nhá. Mời mọi người thẩm rất nhiều màu sắc. Mùa hè là mùa của màu sắc nên là mông tơ ghi rất nhiều màu sắc trong buổi tối ngày hôm nay để cho mọi người lên những cái bộ đồ của nó. Màu này thì cực kỳ sang, nhìn chị nào chọn được màu thì màu này rất sang. Chất liệu lụa mới cứng. Lụa Nhật cho em này, 46, 48 đến 58, 59 cân. Cái tag của nó như ở bên trong này. Nếu em nhớ không nhầm, đây. Mã cho em mã này là 53. Mã 53, một em rất đẹp. Mã không thổi Ngọc Ánh. Mọi người ơi, bản này của em ấy nó bị mất một cái quỷ ở trên đầu thì nhà em sẽ đính giả lại mọi người nhá. Đấy, em lên chị chị gì nhỏ, chị Quy Trần ơi, chị Phương Thảo, chị Sophia Ly, các chị ơi có muốn tìm gì nữa không thì comment để em hỗ trợ nhá. Mọi người nhìn cho em này, cổ của nó là cái thứ nhất, cái thứ hai là gì? Cái tay nó hơi phồng các chị thấy không? Cái phần vai này. Đó chị thấy quá đẹp luôn. Đây, nhấn ly phồ phồng cho em nhá. 46 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. À không, 56 cân thôi. 46 cân tối đa 56 cân bản này này. Chị yêu nào ưng thì chốt cho em mã 609 ạ. Mã 609 bản em Tiên đang mặc nhá các chị nhá. Mã 609. Các chị ơi, mình cần tìm gì thì bình luận cho em đi ạ. Chị Ngọc Lê Mai này, bắp em Suzen này. Có ai cần gì nữa không mọi người comment hộ em nhỉ? Để em lo cho. Olivia. Nói chung là nhiều cái đẹp lắm các chị em. Chúng em không thể lên hết được trong một like nên là xin phép mọi người là cho lên dần dần. Chứ còn nói thật mọi người là không thể lên hết một like được vì là quá nhiều, hơn 2.000 cái sơ mi. Đó. Nếu không ai hỏi thì em đi xin phép được kết thúc live stream nhá mọi người nhá. Xem tối 8 giờ nhớ vào với em Tiên nhá mọi người nhá. Săn mông tư ghi mới. Đấy. 7 phút chưa thấy ông kia đâu. Chắc thì em ơi xem có ai gì không thì để chị hỗ trợ. Chị Ngọc 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 Lê. Ngọc Lê ơi. Chị Hằng Lưu có họa tiết ngựa vằn không em? Họa tiết gì nhỉ? Ngựa vằn hình như có đấy, có một cái từ lúc em nhìn thoáng qua. Đây đây. Chị ơi ngựa Mili à? Mili ơi, hoa lý sai. Mili cái hoa nhí sai SM đây. Chờ em nhé Billy ơi. Hoa nhí màu sáng hay màu tối? Đây hoa nhí này à. Chị ơi bản này của em đây, hoa nhí này, size M nhá. Tông màu đây vậy, chị nhìn cho em này. Đó. À, bản này cho em từ 45 tối đa cho em là 56 cân. 45 tối đa là 56 cân bản này cho em nhá. Em này sẽ có mã là 186 ạ. Mã 186 cho em ạ. 45 tối đa là 56 cân, mã 186. Hoa nhí tiếp này các chị yêu này. Trời ơi bản này của em hoa nhí cổ 72V nhá. Đấy cổ 72V này. 45 tối đa cho em Tiên là 58 cân. 45 tối đa là 58 cân cho em cổ 72V nha các chị ơi. Cổ 72V cho em Tiên này. Đây là như này, cổ quá, cần mãi không bà. Bản này cho em sẽ có mã là mã 990 nhá các chị nhá. Mã 990 cho em bản này. Đó. Bản này ạ, màu xanh tông xanh này. 45 tối đa cho em Tiên là 56 cân. 45 tối đa là 56 cân bản này ạ. Mã 469 ạ. Một bản tông tím này. Các chị ông nhìn cho em ly ở đằng sau này. Nhấn ly này. Đó, 45 tối đa cho em là 56 cân. 45 tối đa là 56 cân. Mã 199 nhá các chị nhá. Đấy. Mọi người ơi, còn ai hỏi gì nữa không? Các chị ơi còn ai hỏi gì nữa không ạ? Đây em lên cái này này, bản này 45 đến tối đa 5557 cân. 200k cho em bản này, mã 182.
mã 182. Em lên rồi, em lên hết rồi. Em treo thử. Rồi, mọi người ơi, em xin phép kết thúc livestream nhé. Hẹn mọi người 8 giờ tối nay trong live bông tư ghi mới về của Tiên nhé. Thank you, bye bye cả nhà. Sơ mi thì em hẹn mọi người một like tiếp theo, chắc khoảng ngày mai ngày kia em sẽ sắp lên một tăng ca nữa, bởi vì nói thật mọi người là một like không thể lên hết được đó mọi người. Em đi cảm ơn nhá, bye bye cả nhà. Gì ai thì cứ nhắn cho chị là được.